Long uy chiến thần, uy long, huy vũ. Trường 301 hai bên chỉa súng vào nhau. Vâng, vâng, tôi sẽ đi căn dặn ngay. Cục trưởng Cục Công an thấy Lê Uy Long không hề trách ông ta, nháy mắt trở nên càng thêm nghiêm túc. Mà ngay lúc này, ánh hạ dẫn theo một đội cảnh sát trang bị đầy đủ vũ khí chạy vội đến bệnh viện. Ánh hạ và đội cảnh sát vừa vào tới, thì thấy tất cả bảy nước ngoài đều ngã vào trong vũng máu, trên người bị đạn bắn thành tổ ong, vết thương bị đạn bắn vẫn đang chảy máu thấy tình huống này ánh hạ và cấp dưới của cô ấy đều kinh sợ ánh hạ nhìn thấy thiên thành và hà ngọc lan còn có một đám người tay cầm súng không rõ nguồn gốc bao vây nghiêm ngặt càng thêm kinh ngạc những người này là các cô giết hà ánh hạ đi đến trước mặt hà ngọc lan vặn hỏi vì cô ấy và hà ngọc lan có quen biết nên cô ấy hỏi trước phải hà ngọc lan thừa nhận bắt mấy tên hung thủ này trước đã Ánh hạ nghe thấy chính miệng Hà Ngọc Lan thừa nhận, lập tức bắt người. Không cần biết vì sao bọn họ lại giết người, nhưng giết người ở nơi công cộng, bắt lại đã tính sau. Đợi đã, lúc này, Lệ Uy Long hô to. Anh vừa gọi cho cục trưởng cục công an xong, không ngờ ánh hạ đã dẫn người tới đây, nghe thấy ánh hạ không hỏi rõ ràng đã bắt người, vội kêu lên. Lệ Lê Uy Long, có phải anh kêu họ giết người đúng không? Ánh hạ đã đoán được là do Lệ Uy Long ra lệnh cho họ, đúng vậy lê uy long bình tĩnh nói tại sao anh lại kêu họ giết những người nước ngoài này ánh hạ hỏi bởi vì tên đàn ông để dâu dám không tuân thủ luật xếp hàng của long quốc tới bệnh viện chữa bệnh mà dám chen hàng lê uy long muốn kéo dài thời gian để cục trưởng cục công an gọi cho ánh hạ bởi vậy chỉ có thể từ từ kể lại từ đầu ánh hạ đổ mồ hôi hột tức giận nói chỉ vì không tuân thủ luật xếp hàng mà anh gọi người giết hết bọn họ anh ta không chỉ chen hàng còn buông lời sỉ nhục long quốc còn gọi đồng bọn tới giết tôi đây là do anh ta tự gây ra tội đáng chết lê uy long nói nhưng đây chỉ là lời một phía từ anh ai biết được là thật hay giả ánh hạ nói chẳng lẽ cô không thấy trong tay bọn họ đều cầm súng à lê uy long nói chuyện là thế nào hiện giờ tôi vẫn chưa rõ các anh theo tôi về cục cảnh sát từ từ nói rõ ràng Ánh Hà cũng thấy được trong tay những người nước ngoài này có cầm súng, nhưng những người nước ngoài này bị người khác xử tại chỗ, đây không phải chuyện nhỏ, phải điều tra rõ mới được, nếu không thì khó nói với nước họ. Audio điện tử võ tấn bền Nếu do bọn họ có tội, bị xử tại chỗ, vậy cũng dễ nói chuyện hơn. Không được, chúng tôi sẽ không theo cô về cục cảnh sát. Lê Uy Long nói, anh dám từ chối, ánh hạ tức giận nói. Thiên Thành, hà ngọc lan và đội đặc chủng tinh anh thấy ánh hạ muốn bắt lê uy long lập tức qua đây ngắn trước mặt lê uy long phản rồi phản rồi mấy anh dám chống đối cục cảnh sát chúng tôi bắt hết bọn họ lại cho tôi đầu ánh hạ sắp bốc lửa luôn rồi tuy lê uy long có ơn với cô ấy nhưng chuyện nào ra chuyện đó bây giờ lê uy long giết người nơi công cộng cô ấy chắc chắn phải bắt lại cô ấy cực kỳ công tư phân minh mấy tên cảnh giác nghe lệnh của ánh hạ lập tức chĩa súng vào Thiên Thành, Hà Ngọc Lan và đội đặc chủng tinh anh. Thiên Thành, Hà Ngọc Lan cũng chùa súng vào người của cục cảnh sát. Lực lượng hai bên đối đầu trong bệnh viện, bầu không khí nháy mắt trở nên căng thẳng. Lê Hồng Ngọc, tội Ánh Mỹ và Kiều Vi thấy người của Lê Uy Long và cục cảnh sát sắp đánh nhau, trái tim vừa thả lỏng lại bị treo ngược lên. Mà ngay lúc này, chuông điện thoại của Ánh Hạ vang lên. Chương 302 đều là người một nhà. Ánh Hạ lấy điện thoại di động ra xem xét, nhìn thấy là điện thoại gọi tới của cục trưởng cục công an nên vội vàng nghe máy. "Cục trưởng Vu, có chỉ thị gì sao?" Ánh Hạ hỏi. "Cục trưởng Loan, bây giờ cô đang ở đâu?" Hội trưởng Lưu hỏi. "Tôi đang ở bệnh viện, chuẩn bị bắt hung thủ sát hại người nước ngoài." Ánh Hạ nói. Hội trưởng Lưu lập tức bị dọa giật mình, hỏi "Cô nhanh như vậy đã đuổi tới bệnh viện rồi sao?" "Đúng vậy, tôi vừa nhận được báo án." thì lập tức mang người chạy tới. Ánh hạ nói, cô không thể bắt bọn người Lê Uy Long được, hội trưởng Lưu nói. Vì sao, ánh hạ cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới hội trưởng Lưu nhanh như vậy đã biết người cô muốn bắt là Lê Uy Long. Bởi vì ban đầu là do những người nước ngoài kia muốn giết chết Lê Uy Long, mà bọn họ lại chính là lính đánh thuê. Hội trưởng Lưu nói, cái gì, bọn họ lại là lính đánh thuê, ánh hạ cực kỳ ngạc nhiên. Đúng vậy, bọn họ chính là lính đánh thuê, lính đánh thuê của nước khác vậy mà dám vào Long Quốc chúng ta, lại có ý đồ giết người, bọn họ chính là bị trừng phạt đúng tội, gieo gió gặt bão, chết cũng chưa hết tội. Vụ án này, cô không cần phải tra xét nữa, trực tiếp để người của bệnh viện đem bọn họ kéo đến nhà xác là được rồi. Chuyện còn lại, tôi sẽ xử lý, hội trưởng Lưu nói. Vâng, ánh hạ nghe được hội trưởng khu vực quận đều đã lên tiếng như vậy. Cô cũng không dám lại nhúng tay vào vụ án này nữa hơn nữa những người nước ngoài này là lính đánh thuê mà lại ý đồ muốn giết lê uy long trước vậy bọn họ chính là trừng phạt đúng tội chết cũng chưa hết tội sau khi cúp điện thoại ánh hạ liền nói với cấp dưới của mình bỏ súng xuống đây chỉ là hiểu lầm thôi những cấp dưới kia nghe được mệnh lệnh đành phải buông súng xuống lê uy long nhìn thấy những cảnh sát này đã buông súng xuống cũng nói với người của mình đều bỏ súng xuống đều là người một nhà rút súng chĩa vào nhau để làm gì Thiên Thành, Hà Ngọc Lan và những vị đặc trùng tinh anh khác cũng chỉ đành bỏ súng xuống. Lê Hồng Ngọc, Tổ Ánh Mỹ, Kiều Vi và vài nhân viên công tác của bệnh viện nhìn thấy trận đấu hết sức căng thẳng vừa nãy rốt cuộc cũng được hóa giải, đều thở dài một hơi, vội vàng chạy tới. Vừa rồi quả thật là những người nước ngoài này lấy súng ra định giết Lê Uy Long, tôi có thể làm chứng. Đúng vậy, vừa rồi bọn họ đều đã nổ súng, may mắn người của Lê Uy Long tới kịp lúc, đánh chết bọn họ. Nếu như không phải người của Lê Uy Long tới kịp thời, chờ các anh đi vào, Lê Uy Long có khả năng đều đã chết trước họng súng của bọn họ rồi. Đám người vội vàng nói với Ánh Hạ. "Được rồi, không cần nói nữa, tôi đã biết rồi." Ánh Hạ tức giận nói, "Cô thật sự là nghĩ mãi mà không ra, Lê Uy Long thế mà đã lưu lại một nhóm người có trang bị vũ khí sẵn sàng ở thành phố Đà Lạt." Lúc trước ở thung lũng Ngạc Na và khi thực hiện nghi thức lễ truy điệu Dương Văn Diệp cô ấy cũng đã có chút hiểu biết về lực lượng hùng mạnh của Lê Uy Long, mặc dù cô ấy vẫn không biết thân phận thực của Lê Uy Long, nhưng cũng có thể đoán được chắc chắn rằng Lê Uy Long cũng không phải là một người đơn giản. Bên cạnh Lê Uy Long, có hai mươi mấy người bảo vệ, cũng không có gì là lạ. Lê Hồng Ngọc, Tổ Ánh Mỹ, Kiều Vi vừa nhìn thấy Thiên Thành, Hà Ngọc Lan và những người cầm súng ống kia đều nghe lệnh của Lê Uy Long, thì trong lòng cũng rất tò mò với thân phận của Lê Uy Long, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Lưu Bảo Thông thừa dịp nhiều người hỗn loạn, lặng lẽ rút kim châm bạc ở trên thi thể ra, thu về. Cái người đàn ông có dâu kia thật sự là vô cùng phách lối kiêu ngạo, dám chen ngang hàng, lại còn dám gọi người đến giết người trắng trợn. Hiện tại thì tốt rồi, chỉ là chen ngang hàng, liền bị đánh chết. Đúng vậy, những người nước ngoài này thế mà dám ngang nhiên mang súng, dám ở trong long quốc của chúng ta hành hung đánh người, thật sự là không biết trời cao đất rộng là gì, đáng đời. Trận chiến vừa rồi đã đánh ra uy phong cho long quốc chúng ta. Đúng vậy, vị lê uy long này cũng thực sự tài giỏi, bị những người nước ngoài này dùng súng chĩa vào người, mà vẫn không hề sợ hãi, rõ ràng là bản sắc đàn ông của long quốc chúng ta. Đám người mồm năm miệng mười nói, bắt đầu nghị luận ẩm ý. Lúc này Tô Ánh Mỹ nhìn về phía Lê Uy Long với gương mặt hâm mộ, đã không thể hình dung nổi tình cảm sùng bái của mình đối với anh nữa rồi. Lúc này, ánh hạ nói với những nhân viên công tác của bệnh viện, mọi người kéo những thi thể này đến nhà xác đi. Trường 303 nuốt không trôi cũng phải nuốt xuống. Vâng, nhân viên công tác của bệnh viện lập tức hành động, đem những thi thể này đến nhà xác, đồng thời xử lý sạch sẽ vết máu trên sàn nhà. Cục trưởng nói ánh hạ không nên nhúng tay vụ án này, ánh hạ cũng không muốn lại nhúng tay vào, liền dẫn người của mình rời khỏi bệnh viện. Lệ Uy Long vừa rồi ở nơi này gây ra động tĩnh lớn như vậy, cũng không muốn ở lại bệnh viện để tránh bị người ta hỏi tới hỏi lui. Thế là, anh liền nói với Lê Hồng Ngọc, cô Dung, tôi vẫn còn có chút việc phải làm, muốn rời đi trước. Được, cậu cứ đi xử lý chuyện của cậu đi. Lê Hồng Ngọc nhìn thấy Lê Uy Long đã giết người, có thể có chút việc phải xử lý, nên cũng không dám khiến anh chậm trễ. Kiều Vi, Hôm nào đó anh sẽ trở lại thăm em sau." Lê Uy Long lại nói với Kiều Vi. "Vâng, gặp lại sư huynh sau." Kiều Vi nói. Sau đó, Lê Uy Long liền cùng với bọn người Thiên Thành, Hà Ngọc Lan đi. Một vụ án máu bởi vì trên ngang hàng mà dẫn đến, cứ như vậy kết thúc. Lúc này, tại văn phòng chủ tịch của tập đoàn Vương Lôi. Harry vội vàng chạy vào văn phòng, lo lắng nói, "Thưa ngài Will, xảy ra chuyện lớn không tốt rồi." Đã xảy ra chuyện gì?" Zock hỏi. "Vừa rồi bảy lính đánh thuê của chúng ta đều đã bị giết chết ở bệnh viện." Harry nói. "Cái gì? Bọn họ bị ai giết chết?" Zock kinh ngạc hỏi. "Là Lê Uy Long, tôi đã điều tra rõ, là bị Lê Uy Long giết." Harry nói. "Lê Uy Long? Tại sao bọn họ bị Lê Uy Long giết chết?" Zock càng thêm kinh ngạc. Bởi vì trong đó có một tên chen ngang hàng ở bệnh viện, bị Lê Uy Long đánh sau đó gã ta bèn gọi tất cả những chiến hữu đang dạo phố xung quanh đến bệnh viện muốn giết lê uy long kết quả lại bị người của lê uy long giết harry nói nếu là như vậy thì bọn họ thật sự là thành sự không có bại sự có thừa lê uy long là người mà bọn họ có thể dễ dàng như vậy giết được sao sóc lập tức nổi trận lôi đình tức giận nói bọn họ cũng không biết đối phương là lê uy long có lẽ đến chết bọn họ cũng không biết được người mà mình chọc đến chính là lê uy long nhưng lê uy long này dám công khai giết người ở bệnh viện khẩu khí này khiến tôi nuốt không trôi harry nói nuốt không trôi cũng phải nuốt xuống không thể hành động thiếu suy nghĩ jock nói lê uy long này cũng quá kiêu ngạo rồi tôi muốn giết chết anh ta sớm một chút báo thù rửa hận thay cho đàn em của tôi harry nói báo mối thù gì là do đàn em của anh gây chuyện thị phi không có một chút kỷ luật nào cả đi lung tung khắp nơi đến bệnh viện chữa bệnh thì phải xếp hàng không muốn xếp hàng thì không được à đây là do bọn họ gieo gió gặt bão chết thì đã chết đừng làm hỏng đại sự của tôi sóc nói vậy chúng ta đến cùng chừng nào thì bắt đầu hành động ám sát lê uy long harry hỏi hiện tại người của anh đã đánh rắn động cỏ muốn giết lê uy long cũng không dễ dàng như vậy sóc nói vậy làm sao bây giờ chúng ta còn phải nhẫn nhịn đến khi nào harry hỏi kém chút nữa thì anh đã làm hỏng đại sự của tôi rồi hiện tại việc cấp bách chính là mau chóng phá giải thế cờ trên cửa đá của kho báu núi hồ sơn cầm được đồ bên trong kho báu chờ lấy được kho báu lại giết lê uy long cũng không muộn sóc nói vậy cái thế cờ đó có biện pháp phá giải không harry hỏi tối hôm qua tôi đã gửi mật mã đến hiệp hội cờ tướng đông quốc bọn họ đã phái ra một vị bậc thầy cờ tướng tới giúp chúng ta phá giải mật mã sóc nói tốt vậy vị bậc thầy cờ tướng kia lúc nào thì đến thành Đà Lạt? Harry hỏi. Hiện tại đã ở trên máy bay rồi, buổi tối ngày hôm nay có thể đến thành phố Đà Lạt. Zock nói. Hay quá, hy vọng vị bậc thầy cờ tướng này có thể phá giải thế cờ trên cửa đá để cho chúng ta có thể giết chết Lê Uy Long sớm một chút. Harry nói. Về chuyện này thì anh yên tâm đi, khẳng định ông ta có thể phá giải nước đi còn sót lại của trận cờ tướng kia, bởi vì ông ta là cao thủ giỏi nhất về cờ tướng của Đông Quốc. Zóc nói: linh 304 tới núi Hồ Sơn. Vậy thì tốt, vậy tôi sẽ yên lặng đợi tin tốt." Harry nói: "Trong khoảng thời gian này, anh nhất định phải quản cho tốt người của mình, đừng để bọn họ chạy lung tung khắp nơi nữa, để tránh dẫn đến chú ý, làm hỏng chuyện lớn của tôi." Zóc nói: "Được, tôi nhất định sẽ quản thúc bọn họ chặt chẽ, để bọn họ ở yên trong tập đoàn Vương Lôi." Harry nói: "Lúc Lê Huy Long rời khỏi bệnh viện, thì ngồi trên cùng một chiếc xe với Thiên Thành, Hà Ngọc Lan, Hà Ngọc Lan phụ trách lái xe. Hiện tại tất cả mọi người đều đã ở đây, vậy thì chúng ta dứt khoát đi đến xem núi Hổ Sơn đi. Trên xe, Lệ Uy Long hỏi. Đi núi Hổ Sơn nhìn cái gì sao? Thiên Thành hỏi. Đương nhiên là đi xuống địa đạo phía dưới đất xem xét một chút. Những người lính đánh thuê kia đào đất nhiều ngày như vậy, hiện tại bọn họ đột nhiên không đi đào đất nữa, chúng ta cũng nhất định phải chủ động xuất kích, Đi xuống nhìn xem một chút phía dưới đến cùng là có đồ vật gì." Lê Uy Long nói, "Anh cảm thấy những người lính đánh thuê kia ban đêm không còn đi núi Hồ Sơn nữa, khẳng định là gặp được đồ vật kinh khủng gì, hoặc là gặp phải vấn đề gì khó giải quyết, cho nên anh quyết định mình cũng đi nhìn xem một chút. Dù sao những người lính đánh thuê kia cũng sẽ không xuất hiện vào giữa ban ngày, cho nên bây giờ anh dẫn người đi cũng sẽ không gặp phải bọn họ." Anh vẫn luôn rất tò mò hiếu kỳ đối với bí mật phía dưới núi Hồ Sơn không muốn chờ đợi thêm nữa nếu còn chờ thêm nhớ đâu kho báu phía dưới núi hồ sơn đều bị đám lính đánh thuê đó lấy cắp vậy thì khó có thể thu về được được rồi nhưng chỉ có ba người chúng ta đi hay là dẫn theo cả đội đặc trùng thiên thành hỏi dù sao bọn họ cũng đều đã đi đến đây để bọn họ cũng cùng đi xem đi lê uy long nói vâng thiên thành lập tức gọi điện thoại báo cho đội đặc trùng phía sau để bọn họ đi theo xe của mình cùng đi về phía núi Hồ Sơn. Như vậy, một đám người cùng lái xe về phía núi Hồ Sơn. Tới lối vào phía dưới núi Hồ Sơn, bọn họ gỡ cỏ dại che giấu phía trên, sau đó nhìn thấy địa đạo đã được đào rất sâu, độ sâu khoảng chừng hơn 50 mét. Ngài Thiên, địa đạo sâu như vậy, tốt nhất anh vẫn nên ở lại phía trên đi, để tôi dẫn người đi xuống xem một chút, sau đó báo cáo lại tình huống cho anh là được rồi. Thiên Thành nhìn thấy cái địa đạo này quá sâu, lo lắng lê uy long xuống dưới sẽ có nguy hiểm cho nên đề nghị anh ở lại phía trên mặt đất không có việc gì đâu cùng nhau đi xem một chút để phòng có chuyện gì bất chắc xảy ra lê uy long nói thế nhưng mà cái động dưới đất này sâu như vậy nhớ đâu phía dưới có cơ quan gì anh xuống dưới chẳng phải là rất mạo hiểm sao cái mạo hiểm này không đáng để anh tự đi xuống thiên thành nói đừng nói nhảm nhiều như vậy tôi nhất định phải tự mình đi xuống xem một chút Lê Uy Long nói, thời điểm anh đánh trận, từ trước tới nay đều là sung phong đi đầu, hiện tại mặc dù đã là soái tướng bảo vệ nước cao quý, nhưng cũng sẽ không một mình ở lại phía trên, để cho cấp dưới đi mạo hiểm. Vâng, thiên thành không có cách nào khác, đành phải để cho người cầm dây cột vào thân một cây đại thụ bên cạnh cửa hang. Sau đó, một đám người theo thứ tự bò theo dây thừng, đi xuống cái động bên dưới lòng đất. Sau khi bò vào động, bọn họ liền lấy điện thoại di động ra, mở đèn pin, sau đó nhìn thấy ở cái động dưới đất này còn có một lối đi rất dài. Vì vậy, bọn họ lại theo lối đi đó, một đường cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên trong. Ở trong đường hầm đi ước chừng khoảng 30 mét, đã đến chỗ cuối cùng. Sau đó, mượn ánh sáng của đèn pin điện thoại, bọn họ nhìn thấy phía cuối lối đi là hai cánh cửa bằng đá lớn đang đóng chặt. chương 305 Thế cờ tàn cuộc. Hai cánh cửa bằng đá rất lớn, ngoài ra còn khắc một bàn cờ lớn, Khe hở giữa hai cánh cửa chính là ranh giới của bàn cờ này, trong bàn cờ còn có hai loại quân cờ đen và đỏ. Tại sao trên cánh cửa này lại khắc cờ tướng lên trên? Thiên Thành kinh ngạc nói. Đây là một thế cờ. Lệ Uy Long vốn tinh thông cờ tướng, liếc mắt liền nhìn ra đây là một thế cờ vẫn chưa hoàn thành. Bày một thế cờ chưa đánh xong lên trên mặt đá, rốt cuộc là ý gì? Thiên Thành không hiểu gì cả hỏi. Mọi người nhìn xem, hai bên trên cửa đá còn có hàng chữ Hà Ngọc Lan nói. Cả đám người dùng đèn pin di động chiếu sáng, nhìn thấy hai bên cửa đá đều khắc lấy hai dòng chữ cứng cáp, muốn mở cửa đá, trước phải phá được thế cờ. Hóa ra muốn mở ra cửa đá, nhất định phải phá giải thế cờ chưa hoàn thành này sao? Thiên Thành rốt cuộc đã hiểu. Không sai, thế cờ tướng chưa hoàn thành này, khẳng định là cơ quan mở ra cửa đá. Chỉ cần phá giải cái thế cờ này chính xác, thì có thể tự động mở ra cơ quan của cửa đá. Lê Uy Long nói khó trách những tên lính đánh thuê kia gần đây cũng không tới nơi này hóa ra là bọn họ gặp phải trận cờ tướng chưa hoàn thành trên cửa đá này không có cách nào phá giải cho nên không mở được cửa đá không thể đi vào hà ngọc lan nói cờ tướng là phát minh của long quốc chúng ta bọn họ cũng không phải là người long quốc đối với cờ tướng của long quốc ta khẳng định không tinh thông đương nhiên không thể phá giải lê uy long nói cái thế cờ này có phải là rất khó phá giải hay không Hà Ngọc Lan không hiểu nhiều về cờ tướng, liền hỏi. Nói nhảm, có thể dùng làm cơ quan để mở ra cửa đá, đương nhiên là khó phá giải rồi. Lệ Uy Long không cần nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối là một thế cờ thiên cổ khó giải. Nếu không chắc chắn sẽ không dùng làm cơ quan để mở cửa đá. Nơi này có vết tích của thuốc nổ, nhưng hai cánh cửa bằng đá này lại không chút hư hại nào, xem ra hai cánh cửa bằng đá này cũng thật kiên cố. Thiên Thành nói, đúng vậy, nếu như có thể sử dụng thuốc nổ để nổ tung, bọn họ đã sớm phá cửa mà vào rồi. Lê Uy Long nói, bên trong cánh cửa đá này, khẳng định có dấu đồ vật rất quý giá. Hà Ngọc Lan nói, cô đang nói nhảm đấy à, nếu như không phải có một đồ vật cực kỳ quý giá, thì chủ mưu đứng đằng sau là tập đoàn Vương Lôi cũng sẽ không mời nhiều lính đánh thuê từ ngàn dặm xa xôi tới đây, hơn nữa còn đào một cái động sâu như vậy ở dưới đất. Thiên Thành nói, Hà Ngọc Lan bị Thiên Thành nói như vậy, trong lòng rất là không vui, nói, nếu anh thông minh như vậy, vậy thì anh có biết bên trong cất giấu bảo vật gì không? Cái này làm sao tôi biết được?" Thiên Thành nói. "Điều này cũng thật kỳ quái, vì sao người Long Quốc chúng ta đều không biết nơi này cất giấu bảo vật gì, thì tại sao những người Đông Quốc kia lại biết?" Hà Ngọc Lan cũng cảm thấy có chút khó hiểu. Trước mặc kệ những điều này, hiện tại bọn họ cũng đã giúp chúng ta đào xong cái động dưới đất này rồi, cũng đã thông đến cánh cửa đá này rồi chỉ cần chúng ta có thể phá giải thế cờ này là có thể đến trước lấy kho báu bên trong rồi lê uy long nói soái tướng anh có thể giải được thế cờ này sao thiên thành thấy ở đây đều là người một nhà cũng không gọi lê uy long là ngài thiên nữa đừng gọi tôi là soái tướng gọi là ngài thiên lê uy long nói nơi này cũng đều là người một nhà gọi anh là soái tướng cũng không có người ngoài biết đâu thiên thành nói tôi sợ anh gọi rồi quen miệng về sau không cẩn thận lộ ra lê uy long nói vâng ngài thiên vậy anh có biện pháp nào có thể giải được cái thế cờ này không thiên thành hỏi lại lần nữa các cậu cũng đừng dối lên để cho tôi yên lặng suy nghĩ một chút nhìn xem có thể phá giải được nước cờ này hay không lê uy long nói vâng vậy anh cứ chậm rãi nghiên cứu đi chúng tôi đứng ở đây lẳng lặng nhìn xem thôi sẽ không nói lời nào nữa thiên thành nói nên như vậy Lệ Uy Long liền nhìn chằm chằm vào thế cờ trên cánh cửa đá, cẩn thận nghiên cứu. Chương 306 Lệ Uy Long tẩu hỏa nhập ma. Lệ Uy Long chăm chú nhìn kỹ, phát hiện cái thế cờ này quân đen đã có ưu thế lớn hơn, tất cả các quân cờ vẫn còn nguyên, hai quân xe, hai quân mã, quân tượng cũng còn đầy đủ, vẫn còn năm quân tốt, có hai quân tốt đều đã qua sông, quân đã vây quanh bốn phía, mỗi một con cờ đều được đặt ở vị trí thỏa đáng, phát huy ra sức sát thương lớn nhất. Mà bên quân đỏ chỉ có một quân xe, một quân mã, một pháo, ba quân tốt, đã mất một quân sĩ, một quân tướng, chỉ còn một sĩ cùng một tướng mà thôi. Bên quân đỏ đã không còn quân cờ nào có thể tấn công, mà vị trí phòng thủ cũng vô cùng bị động, đã tràn ngập nguy hiểm. Nhìn thấy nước cờ này, Lệ Uy Long không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bàn cờ này cũng không phải một bàn cờ bình thường, quân đen nhiều như vậy, đã hoàn toàn áp chế quân đỏ. Mà quân đỏ thì còn lại rất ít lại không chiếm được một nước đi có thể tấn công nào cả, áp lực phòng thủ lại quá lớn, làm sao phá được trận cờ này đây? Không thể nghi ngờ, phải giúp quân đỏ chiến thắng thì mới có thể mở ra cửa đá. Nếu như là để quân đen thắng, thì chỉ cần vài phút mà thôi, căn bản không có khả năng dùng làm cơ quan để mở ra cửa đá. Lệ Uy Long biết rằng nếu muốn phá giải cái bàn cờ này khẳng định là có độ khó cực cao, nhưng anh không nghĩ cứ như vậy mà đã từ bỏ, liền nhìn chằm chằm những quân cờ trên bàn cờ trầm tư suy nghĩ. Hiện tại trong đầu anh đang tưởng tượng các nước đi của quân cờ đỏ, làm sao để có thể ứng phó với thế tấn công của quân đen. Nghĩ đi nghĩ lại, anh phảng phất thấy được hình ảnh kẻ thù từ bốn phương tám hướng đang vây lấy, mà mình đang chỉ huy một chút tàn quân ra sức chém giết, lại không cách nào ngăn cản vó ngựa của quân địch, bị đánh đến tan hoang thất bại. Anh đang càng ngày càng lún sâu vào thế cờ này, đã hoàn toàn hòa mình vào hoàn cảnh, hoàn toàn hòa mình vào với thế cờ đưa thân vào loại chiến trường cổ đại kia. Tình thế trên chiến trường càng ngày càng nguy hiểm, sắc mặt của Lê Uy Long càng ngày càng trắng bệch, chỉ chốc lát đầu anh đã đầy mồ hôi. Thiên Thành và Hà Ngọc Lan cùng những bộ đội đặc trùng kia đều thấy được sắc mặt của Lê Uy Long đang thay đổi, nhưng vừa rồi Lê Uy Long đã ra lệnh cho bọn họ không được phép làm phiền anh, cho nên bọn họ cũng đều không dám nói chuyện, sợ quấy dày đến mạch suy nghĩ của Lê Uy Long. Lúc này, Lê Uy Long đã hoàn toàn lâm vào thế cờ tướng, phảng phất nhìn thấy mình đang đứng ở trên tường thành, tướng sĩ của mình đã bỏ mình toàn bộ, quân địch đã tấn công lên tường thành, đang dùng đao kiếm bổ vây lấy anh, buộc anh phải đầu hàng. Lệ uy Long ta thả chết cũng sẽ không chịu đầu hàng, người còn thì thành còn, thành phá thì người vong. Hôm nay binh bại, thì lấy thân để trả nợ nước. Lệ uy Long đột nhiên hét lớn. Thiên thành, Hà Ngọc Lan cùng những bộ đội đặc chủng kia bỗng nhiên nghe được tiếng Lê Uy Long hét lớn, hét lên những lời như vậy, Tất cả đều hoảng sợ, không biết đến cùng là đã xảy ra chuyện gì. Mà sau khi Lê Uy Long hét lên như vậy, bỗng cực nhanh rút súng từ bên hông của Thiên Thành, nhắm ngay vào đầu mình. Hành động kỳ lạ của Lê Uy Long làm cho tất cả mọi người đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Soái tướng, đám người cùng Đồng Thanh kêu to một tiếng, muốn đánh thức Lê Uy Long. Thiên Thành cùng Hà Ngọc Lan nhanh mắt, đồng thời đưa tay bắt lấy tay phải đang cầm súng của Lê Uy Long. Đoàng! một tiếng súng vang lên, vang vọng không ngừng ở trong đường hầm. Đạn bắn vào bùn đất ở phía trên đầu Lê Uy Long, bùn đất rơi xuống ẩm ẩm. Vừa rồi Thiên Thành và Hà Ngọc Lan trong một khắc cuối cùng Lê Uy Long bóp cò, ra sức nhấc tay phải của anh lên, cho nên đạn bắn vào phía trên đỉnh đầu của Lê Uy Long, anh thoát được một kiếp. Tất cả mọi người đều ra mồ hôi lạnh khắp người, soái tướng bảo vệ đất nước luôn kêu mưa gọi gió, thiếu chút nữa là tự sát mà chết. Soái tướng, Đến cùng anh làm sao vậy? Thiên Thành nắm chặt tay phải vẫn đang cầm súng của anh không thả ra, lo lắng hỏi. Soái tướng, anh có chuyện gì mà nghĩ quẩn đến mức muốn tự sát? Hà Ngọc Lan cũng nắm chặt tay phải đang cầm súng của Lê Uy Long không thả ra, lo lắng hỏi. Soái tướng, không được xúc động, những bộ đội đặc chủng cũng lên tiếng nói. Phát súng vừa vang lên, cũng đã khiến Lê Uy Long dần dần tỉnh táo lại. Nghe được tiếng hoảng sợ của mọi người, Nhìn thấy tất cả mọi người đều sợ hãi nhìn mình, Lê Uy Long không hiểu chút nào mà hỏi, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Soái tướng, vừa rồi anh định rút súng tự sát, chẳng lẽ anh không biết sao? Thiên Thành kêu rên nói, vừa rồi nếu như không phải có anh ta và Hà Ngọc Lan tay mắt lanh lẹ, thì có lẽ hiện tại họ đã phải nhặt xác thay cho Lê Uy Long rồi. Hả, tại sao lại xảy ra việc này? Tại sao tôi lại muốn rút súng tự sát? Lê Uy Long ngạc nhiên hỏi. Cái này làm sao tôi biết cơ chứ? Anh nhìn trong tay anh còn đang cầm súng của tôi kia kia. Thiên Thành nói. Lúc này Lệ Uy Long mới phát hiện ra tay phải của anh vẫn đang bị Thiên Thành và Hà Ngọc Lan nắm chặt, mà trong tay anh lại đang cầm một cây súng. Các anh mau buông tay ra đi, Lệ Uy Long nói. Không, anh phải cam đoan sẽ không nổ súng tự sát nữa, tôi mới dám buông tay. Hà Ngọc Lan lo lắng khi mình vừa thả tay ra, Lệ Uy Long lại nổ súng tự sát. Đúng vậy, trước tiên anh trả súng lại cho tôi đã thì tôi mới dám buông tay ra thiên thành cũng rất lo lắng được vậy anh lấy lại súng của mình đi hiện tại lê uy long đã hoàn toàn tỉnh táo lại đương nhiên sẽ không nổ súng tự sát một lần nữa thiên thành cẩn thận từng ly từng tí lấy súng của mình từ trong tay lê uy long ra sau đó mới chậm rãi buông lỏng tay ra hà ngọc lan cũng đồng thời thả tay mình ra soái tướng vừa rồi rốt cuộc là anh đã xảy ra chuyện gì Hà Ngọc Lan hỏi. Vừa rồi là do tôi đã nhập tâm quá sâu vào cái thế cờ này, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Lệ Uy Long nhớ tới tình hình vừa rồi ở trong thế cờ này, vẫn còn cảm thấy hoảng sợ. Thế cờ này quỷ dị như vậy sao, có thể khiến người ta tẩu hỏa nhập ma? Hà Ngọc Lan kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, vừa rồi tôi giống như nhìn thấy quân địch thế như trẻ che tấn công thành trì của tôi, mà quân tôi lại binh bại như núi đổ, cuối cùng chỉ còn một mình tôi ở trên tường thành, Quân địch đang bức tôi phải đầu hàng, tôi thả chết cũng không chịu đầu hàng, cho nên mới nghĩ chuyện tự sát để đền nợ nước. Lê Uy Long nói Đám người nghe Lê Uy Long nói như vậy, tất cả đều vô cùng sợ hãi, không nghĩ tới nước cờ ở trên cửa đá này, vậy mà lại có thể khiến người ta tổ hỏa nhập ma nghĩ đến loại tình trạng này, thật sự là quá quỷ dị. Cái nước cờ này quỷ dị như vậy, tốt nhất anh đừng suy nghĩ nữa, để tránh lại tổ hỏa nhập ma lần nữa. Thiên Thành nói Chương 307 tôi là muốn mang về cho vợ tôi nhìn một chút. Ừ, trận cờ này bằng vào tài đánh cờ của tôi là không có cách nào có thể phá giải. Lệ Uy Long luôn luôn có khả năng tự hiểu lấy năng lực của bản thân mình, biết tài đánh cờ của mình có hạn, cũng sẽ không tiếp tục mạo hiểm nữa. Cánh cửa đá này rốt cuộc kiên cố như thế nào vậy, để tôi thử một chút xem có thể đẩy ra không?" Thiên Thành nói xong, liền lên dùng hai tay chạm vào cánh cửa đá, sau đó ra sức đẩy đi thiên thành vốn có tiếng là có thần lực trời sinh sức lực của hai tay vô cùng lớn nhưng mặc kệ anh ta có dùng sức ra sao thì cánh cửa đá vẫn không nhúc nhích đừng lãng phí sức lực nữa đến cả thuốc nổ cũng không nổ được cửa đá ra anh có thể đẩy ra mới là lạ đấy lê uy long nói thiên thành đành phải buông lỏng tay ra không làm loại việc tốn công vô ích này nữa nếu cánh cửa đá này không thể đẩy ra được chúng ta có thể đào một cái hố thông sang từ cửa đá bên này để đi vào được không hà ngọc lan đề nghị đừng ngốc cô không nhìn thấy sao xung quanh cửa đá đều là tường đá kiên cố những người lính đánh thuê kia chắc chắn là đã thử đào rồi nhưng căn bản là đào không được lê uy long nói mọi người xung quanh nghe được lê uy long nói như vậy lại dùng đèn pin di động chiếu sáng xung quanh quả nhiên nhìn thấy xung quanh cửa đá đều là vách tường kiên cố những cái tường đá này được đắp lên vô cùng hoàn hảo cơ hồ không nhìn thấy khe hở cực kỳ chặt chẽ không thể nghi ngờ rằng phòng chứa kho báu cũng đều được tường đá bao vây. Nếu như không phải bị tường đá bao vây, ai cũng có thể nghĩ đến việc đào một cái hố từ dưới thông lên, còn phải đi qua cái cửa đá này để làm gì? Xem ra muốn đi vào, nhất định phải phá giải trận cờ này." Hà Ngọc Lan nói. "Đúng vậy, nếu như không ngoài dự đoán của tôi, thì mỗi nước đi của trận cờ này đều liên quan đến cơ quan mở cửa đá, nhất định mỗi một bước cờ phải đi chính xác." thì mới có thể mở được cơ quan của tường đá lê uy long nói chúng ta có thể di chuyển một quân cờ xem sao thử vận may một chút có lẽ vận may tốt thì ngay ở bước đi đầu tiên đã có thể mở được cơ quan phá giải cửa đá rồi thiên thành nói đừng hành động thiếu suy nghĩ cờ tướng vốn dĩ đã thay đổi trăm bước trăm đường há lại có thể tùy tiện một chút thì có thể phá giải loại tỷ lệ tìm vận may này so với tỷ lệ chúng giải nhất của sổ số, số thì còn thấp hơn hơn nữa trong cánh cửa đá này khẳng định có dấu ám khí, nếu như đi nhầm nước cờ, sợ rằng sẽ khởi động cơ quan. Lê Uy Long nói, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Thiên Thành hỏi, mọi người dùng di động chiếu sáng cánh cửa này đi, tôi dùng di động chụp lại trận cờ này, trở về sẽ cẩn thận nghiên cứu một chút. Lê Uy Long nói, Ngài Thiên, vừa rồi xém một chút nữa anh đã bị tẩu hỏa nhập ma, anh vẫn còn muốn nghiên cứu sao? Thiên Thành lập tức bị dọa sợ. Đúng vậy, anh vẫn là đừng nên nghiên cứu nữa, đến lúc đó chúng tôi cũng không ở bên cạnh anh, anh lại tẩu hỏa nhập ma, muốn tự sát để đền nợ nước thì phải làm sao? Hà Ngọc Lan cũng nói, mọi người yên tâm đi, tôi sẽ không tiếp tục nghiên cứu trận cờ này nữa. Tôi là muốn mang về cho vợ tôi nhìn một chút, để xem cô ấy có thể phá giải cái trận cờ này không? Lê Uy Long nói, anh biết dựa vào tài đánh cờ của mình thì sẽ không thể phá giải trận cờ này được, nhưng anh nghĩ đến một người có thể người này chính là vợ của anh chu nhược mai cái gì chị dâu cũng có thể đánh cờ sao thiên thành cực kỳ kinh ngạc đúng vậy cô ấy chẳng những có thể chơi cờ hơn nữa còn là một cao thủ cờ tướng có một thời gian trước cô ấy còn cùng một ông lão cao thủ đánh cờ đang bày trận ở trên đường trực tiếp ngược ông già kia đến mức muốn phun máu tại chỗ lê uy long nói ồ lại có việc này nữa sao thiên thành lại kinh ngạc nói đúng vậy lúc ấy tôi ở ngay hiện trường Đầu tiên chị dâu anh dễ như trở bàn tay phá giải mấy nước cờ của ông già đó, về sau dùng quân xe, mã và pháo cùng ông già kia chơi một trận, trực tiếp ngược ông già đó đến muốn phun máu. Lê Uy Long nói. Chương 308 Vua cờ toàn quốc Chu Nhược Mai. Chị dâu thật sự có tài mạo song toàn đấy, không nghĩ tới tài đánh cờ của cô ấy lại điêu luyện như thế. Thiên Thành cảm thán nói. Lúc đầu tôi cũng không biết tài đánh cờ của cô ấy lại điêu luyện như thế là nhờ đêm đó nhìn thấy cô ấy đánh cờ với ông lão kia mới biết lê uy long nói vợ của anh chỉ là thắng một ông lão bảy quán bên vỉa hè thôi có phải đang thiếu một chút thuyết phục hay không hà ngọc lan nhắc nhở hà ngọc lan cô có ý gì cô dám xem thường vợ của soái tướng sao thiên thành có chút tức giận nói tôi không phải xem thường cô ấy mà cảm thấy một ông lão bảy cờ ở đầu đường chỉ là một người chơi cờ bình thường mà thôi căn bản không tính là cao thủ cờ tướng gì Càng không được gọi là bậc thầy cờ tướng, khả năng là rất nhiều người đều có thể chiến thắng ông ấy. Chị dâu có thể hạ ông ấy cũng không có gì lạ cả." Hà Ngọc Lan nói. "Ừ, Hà Ngọc Lan, cô nói cũng rất có lý. Việc thắng một ông lão bày quán ở ven đường cũng hoàn toàn không có sức thuyết phục." Lê Uy Long nói. "Anh Thiên, anh có thể hiểu được ý của tôi là tốt rồi. Tôi cảm thấy thế cờ này, chúng ta có thể chụp ảnh lại." Sau đó mời bậc thầy cờ tướng đỉnh cao long quốc của chúng ta đến phá giải là được rồi." Hà Ngọc Lan nói. "Đề nghị của cô không tệ, nhưng vợ của tôi nói nói năm cấp 3 cô ấy đã giành giải quán quân trong kỳ thi vua cờ cả nước. Giải thưởng này hẳn là có một ít thuyết phục đi." Lê Uy Long nói. "A, à, có cả chuyện này nữa hả?" Hà Ngọc Lan lập tức kinh ngạc. "Đúng, là chính miệng cô ấy nói với tôi." Lê Uy Long nói. "Chỉ là kỳ thi tranh đấu vua cờ của cả nước." không biết chất lượng có cao hay không. Hà Ngọc Lan hỏi, đã có danh xưng là kỳ thi tranh đấu vua cờ của cả nước, tên như ý nghĩa, đây nhất định là giải đấu cờ tướng cao cấp nhất. Hẳn là tất cả các bậc thầy đỉnh cao trong nước đều đến dự thi. Lê Uy Long nói, đáng tiếc ở nơi này điện thoại không có tín hiệu, không thì đã có thể lên mạng tra một chút là biết năm đó kỳ thi tranh đấu vua cờ của cả nước có cao thủ nào dự thi rồi. Một người ưu tú đặc biệt nói, đúng vậy, nếu như chị dâu có thể chiến thắng tất cả các bậc thầy đỉnh cao trổ hết tài năng thu được giải quán quân vậy rõ nàng chính là cao thủ cờ tướng số một của long quốc rồi lại một người ưu tú đặc biệt khác nói cái này trước tiên không vội đợi chút nữa cha cũng không muộn hiện tại mọi người dùng di động chiếu vào thế cờ chụp ảnh lại hãng nói lê uy long nói được thế là đám người liền dùng di động chiếu vào cửa đá lê uy long dùng di động chụp một bức ảnh thế cờ trên cửa đá chụp ảnh xong, Lê Uy Long liền dẫn đầu đám người rời đi. Đi lên phía trên hang động, lập tức liền có người dùng điện thoại tra kỳ thi tranh đấu vua cờ của cả nước. Sau khi tra một lát liền phát hiện, kỳ thi tranh đấu vua cờ của cả nước kia, tất cả các bậc thầy đỉnh cao của Long Quốc đều đến dự thi, nhưng ngôi vị quán quân lại thuộc về một nữ sinh nhỏ tuổi nhất. Nữ sinh này chính là Chu Nhược Mai. Anh Thiên, năm đó chị dâu tham gia kỳ thi tranh đấu vua cờ của cả nước kia, tất cả các bậc thầy đỉnh cao của Long Quốc đều đến dự thi đấy. Một người bộ đội đặc trùng phụ trách điều tra nói. Vậy là tốt rồi, Lê Uy Long nói. Năm đó chị dâu đoạt giải quán quân ngoài dự liệu của tất cả mọi người, được coi là nhân tố bất ngờ của giải đấu, được mệnh danh là thiếu nữ có thiên phú cờ tướng giỏi nhất, vua cờ số một của Long Quốc. Bộ đội binh chủng kia lại nhấn mạnh. Nói như vậy, nếu như đến cả cô ấy cũng không thể phá thế cờ này, Long Quốc cũng chẳng có ai có thể phá. Lê Uy Long nói, có điều, từ khi chị dâu tham gia giải đấu kia, sau khi giành được chiến thắng liên tiếp tuyệt đối, chị ấy lại không tham gia bất kỳ giải đấu nào nữa. Rất nhiều người muốn thách đấu đều không có cơ hội, vua cờ số 1, từ đây mai danh ẩn tích, rất nhiều người đều bóp cổ tay thở dài, nói chị ấy chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, không biết là chuyện gì đã xảy ra. Người ưu tú đặc biệt nói tiếp, chương 309 không có hứng chơi cờ với anh. Vì cô ấy là vô địch, Nhìn khắp thế giới cũng không gặp được đối thủ, thế nên không muốn chơi cờ tướng. Kiểu cao thủ vô địch chơi cờ không có đối thủ này, sự cô đơn khó có nổi một lần thua này, mấy người không thể hiểu được đâu. Lệ Uy Long dùng lời mà Chu Nhược Mai nói tối đó để nói với bọn họ. Mọi người nghe thấy, tất cả đều thấy kinh ngạc, không ngờ Chu Nhược Mai đã đạt đến trình độ cao thủ vô địch này rồi. Xem ra, khả năng đánh cờ của chị dâu đã đạt đến đỉnh cao rồi, trình độ vô địch thiên hạ rồi. Thiên Thành cảm thán nói: "Đúng vậy, người đã đến cấp bậc này rồi giống như độc cô cầu bại vậy, chắc chắn cao thủ thì luôn cô đơn." Một người đặc chủng ưu tú nói: "Được rồi, mọi người đừng khen cô ấy nữa, đó là cô ấy tự nói với tôi, cũng không biết là thật hay giả." Lê Uy Long nói: "Chị dâu đã dựa vào ưu thế tuyệt đối mà đạt được danh hiệu quán quân vua cờ tướng mới của giải thi đấu cờ tướng toàn quốc, dĩ nhiên lời cô ấy nói là thật rồi." Thiên Thành nói: tôi bảo cô ấy nhìn thế cờ này một chút xem cô ấy có thể giải được không nếu có thể giải được mới tính là cô ấy có bản lĩnh lê uy long nói được tôi tin chị dâu chắc chắn có thể giải được thế cờ này thiên thành nói kẻ địch đã tìm được đến bên cửa đá rồi chắc chắn cũng thấy thế cờ tàn cuộc này bọn chúng nhất định sẽ mời cao thủ đến giải thế cờ này trước mọi người cần bí mật giám sát từng hành động của bọn chúng nếu bọn chúng giải được thế cờ này trước lấy được kho báu bên trong chúng ta sẽ tiêu diệt hết bọn chúng ở đây. Lê Uy Long giao phó. Vâng, mọi người đồng thanh nói. Mọi người cũng không cần lo lắng người của chúng ta ít, sức không đủ. Nếu chiến đấu với bọn họ, tôi sẽ gọi chỉ huy Minh Hải ở khu vực chiến đấu phía nam phái đội quân tinh nhuệ đến tiếp viện cho chúng ta. Lê Uy Long muốn mọi người có lòng tin nên đã nói kế hoạch của mình cho bọn họ nghe. Soái tướng xin hãy yên tâm, dù không có quân tiếp viện, để bảo vệ kho báu của Long Quốc chúng ta, chúng tôi cũng sẽ chiến đấu với kẻ địch đến giọt máu cuối cùng. Hà Ngọc Lan nói, được, chỗ này không nên ở lâu, đỡ khiến kẻ địch biết chúng ta đến đây. Để cỏ dại về chỗ cũ đi, chúng ta quay về thôi. Lê Uy Long nói, tiếp sau đó mọi người hành động, lấy cỏ dại lúc trước cố gắng để về chỗ cũ, lấp đi cửa động. Sau đó, mọi người liền quay về. Trên đường quay về, Lệ Uy Long đến tiệm văn phòng phẩm mua một bộ cờ tướng, để dùng cho Chu Nhược Mai giải thế cờ tối nay. Đến tối, Lệ Uy Long đột nhiên cảm thấy Chu Nhược Mai đã quá lâu rồi chưa chơi cờ tướng, không biết sốt cuộc thực lực của cô có ổn hay không. Dù tối hôm đó cô có thể giải thế cờ tàn cuộc của ông lão bên đường, nhưng như Hà Ngọc Lan đã nói, kiểu như ông lão bày cờ bên đường như thế, chỉ là lừa đảo mà thôi, thực lực cũng rất bình thường. Khả năng đánh cờ của bản thân, dẫu sao cũng mạnh hơn ông lão rất nhiều. Bởi vì thế, anh quyết định chơi mấy ván với Chu Nhược Mai trước, thử khả năng đánh cờ của cô, đồng thời cũng giúp cô khôi phục khả năng đánh cờ một chút. Chuyện chơi cờ như thế này cũng không khác chơi bóng nhiều lắm. Lâu rồi không đánh chắc chắn sẽ không quen, không đúng trạng thái. Nếu đột nhiên bày thế cờ tàn cuộc ở trong cửa đá để Chu Nhược Mai giải, độ khó của thế cờ tàn cuộc đó quá cao, nhỡ Chu Nhược Mai cũng bị tẩu hỏa nhập ma thì phải làm sao? Tiếp sau đó, Lệ Uy Long bày bộ cờ lên bàn trong phòng khách đợi đến lúc Chu Nhược Mai quay về. Lúc Chu Nhược Mai về đến nhà, thấy Lệ Uy Long đang ngồi ở phòng khách, trên bản bày một bộ cờ, có phần không hài lòng nói, hóa ra anh ở nhà lại nhàm chán đến thế, tự mình chơi cờ sao. Nếu anh cảm thấy chán quá, thì đến công ty giúp em đi. Bây giờ công ty không tuyển được ai, đang cần người. Lệ Uy Long chảy mồ hôi, vội vàng nói, anh không chán, cũng không tự mình chơi cờ, anh muốn chơi hai ván với em. Em không có hứng, anh không cùng cấp với em, hành hạ người mới không vui." Chu Nhược Mai nói. Lệ Uy Long lại chảy mồ hôi, khẩn cầu, dù sao thì em cũng tan làm rồi, cũng không có chuyện gì làm, thì chơi hai ván với anh đi. Em sắp bị chuyện ở công ty phiền chết rồi, nào có tâm trạng chơi cờ với anh." Chu Nhược Mai nói. Lệ Uy Long thấy Chu Nhược Mai không muốn chơi với mình, chỉ có thể khích tướng, em nói em đã đạt được giải quán quân cuộc thi cờ tướng toàn quốc, anh rất nghi ngờ là em bịa ra bây giờ anh khiêu chiến với em em có dám đáp ứng chiến không đùa cái gì thế giải quán quân toàn quốc của em là hàng thật giá thật đấy cúp vẫn để bên nhà họ chu nếu không đã cầm ra cho anh xem rồi chu nhược mai bị lê uy long nghi ngờ lập tức có phần gấp gáp anh tưởng em là anh à cả ngày chỉ biết bịa chuyện anh thấy em giống người bịa chuyện thế sao anh thấy em hơi giống lê uy long thiếu đánh nói anh chu nhược mai lập tức chán nản nếu em có thể đánh thắng anh anh mới tin em thực sự đạt giải quán quân nếu không dù em có cầm cúp ra anh cũng không tin đâu ai mà biết cúp đó là thật hay giả chứ lê uy long nói anh thiếu đòn phải không trình độ như anh trong vài phút em có thể hành anh như chó hành hạ đến mức anh phải nghi ngờ cuộc đời này chu nhược mai nói nói nhiều cũng không có tác dụng gì lấy thực lực của em ra để nói chúng ta phân thắng bại trên bàn cờ lê uy long nói phân thắng bại gì không cần phân đã định ra em thắng anh thua rồi chu nhược mai nói ngại quá dùng sai thành ngữ rồi thế chúng ta phân cao thấp trên bàn cờ đi lê uy long nói anh chắc là anh thật sự muốn khiêu chiến em chứ chu nhược mai hỏi dĩ nhiên rồi cờ đã bày ra rồi chẳng lẽ còn giả được lê uy long nói sao đột nhiên lại muốn khiêu chiến cờ tướng với em Chu Nhược Mai không biết tại sao Lê Uy Long lại dâng trào tâm huyết đến khiêu chiến điểm mạnh của mình thế, lại hỏi: "Bởi vì em nói em là quán quân cuộc thi đấu cờ tướng, chỉ cần đánh bại em, anh chính là vua cờ tướng mới." Lê Uy Long nói: "Trường 310 ván cờ giữa hai vợ chồng. Anh đừng nằm mơ nữa, nhìn trên cả Long Quốc này, không có ai dám khiêu chiến. Từ sau khi em đạt được giải quán quân, những vua cờ tướng đó không phục, bảo em tải phần mềm cờ tướng hàng ngày." Đối đầu với tôi trong trò chơi, kết quả từng người đều bị em ngược đến nghi ngờ cuộc đời này, rời khỏi diễn đàn cờ. Thiên Vương Dực, hồ dung điệp gì đó gặp phải em trong trò chơi đều sợ hãi chạy hết. Chu Nhược Mai nói, có phóng đại đến thế không? Lệ Uy Long cố tình bày ra dáng vẻ không tin, hỏi. Tin hay không tùy anh, những người em vừa mới nói đều là bậc thầy cờ tướng cao cấp Long Quốc, nhưng bọn họ gặp em rồi đều phải quỳ hết. Bây giờ đã không còn ai dám khiêu chiến với em rồi, em cũng xóa trò chơi kia rồi, nếu không cho anh xem cấp bậc của em. Lúc đó em đã đến cấp 93 cao nhất, xác suất thắng là trăm phần trăm, đã vô địch từ lâu rồi. Chu Nhược Mai nói, phóng đại như thế, không phải là muốn dọa anh sao? Chẳng lẽ em sợ thua anh, sợ ảnh hưởng đến danh tiếng vua cờ của em, không dám ứng chiến với anh? Dĩ nhiên là Lê Uy Long tin lời của Chu Nhược Mai, chỉ là anh cũng chưa thực sự lĩnh hội bản lĩnh của Chu Nhược Mai, thế nên muốn khích cô đánh vài ván, xem khả năng đánh cờ của cô, rồi mới quyết định có để cô giải thế cờ tàn cuộc trên cửa đá hay không. Không phải em không dám ứng chiến, mà là không muốn hành anh. Em đường đường là vua cờ của Long Quốc, chơi cờ với người không có danh tiếng gì như anh, truyền gia chỉ sợ người ta sẽ nói em bắt nạt anh." Chu Nhược Mai nói. "Chơi hai ván với anh lại khó thế sao?" hai vợ chồng chúng ta đóng cửa lại tự mình chơi mấy ván cờ tướng ai truyền ra chứ em càng không dám chơi với anh anh càng nghi ngờ em bịa ra lê uy long nói được rồi nếu anh đã quyết tâm muốn tìm ngược thế thì em sẽ giúp anh một tay chơi với anh một ván để anh biết rằng cái gì gọi là cao thủ cờ tướng chân chính chu nhược mai thấy lê uy long xem thường mình như thế cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa quyết định cho anh một bài học được vậy mau đến đây nào Lê Uy Long vui vẻ nói: "Chơi cờ với người có trình độ như anh, em chấp anh một xe một mã một pháo. Hơn nữa, nếu trong vòng 20 bước mà em không thắng được anh thì coi như em thua." Chu Nhược Mai rất kiêu ngạo nói. Kiêu ngạo thế, Lê Uy Long không ngờ Chu Nhược Mai lại nhắc đến điều kiện như thế, dựa vào khả năng đánh cờ của cô, chấp một xe một mã một pháo, có thể đánh bại mình, nhưng trong 20 bước có thể thắng được, anh có phần không tin. Đúng người có thực lực thì kiêu ngạo thế đấy chu nhược mai nói nếu em thua thì sao lê uy long cảm thấy nếu đã cược chút gì thì phải kích thích một chút nếu em thua từ nay em sẽ để anh ngủ trên giường với em chu nhược mai nói ha ha được được vậy mau bắt đầu thôi lê uy long hứng thú nói đợi đã nếu anh thua thì sao chu nhược mai hỏi nếu anh thua anh làm việc nhà một năm lê uy long nói không được việc nhà vốn là anh làm rồi đổi cái khác đi chu nhược mai mới không đồng ý với lê uy long vậy thì anh cũng không biết nên phạt anh cái gì em nói đi anh thua rồi thì em muốn anh làm gì lê uy long nói em muốn mỗi tối anh đun nước rửa chân cho em anh có dám cược không chu nhược mai nói lê uy long do dự một chút cuối cùng vẫn cắn răng nói được quyết định như thế bắt đầu thôi anh cảm thấy mình có thể không thua chu nhược mai chỉ cần trong 20 bước chu nhược mai không thắng được mình, mình cũng tính là thắng rồi, từ nay có thể ngủ trên giường với cô. Chuyện tốt thế này, dĩ nhiên là muốn cược với cô một lần, lỡ bản thân thực sự thắng thì sao? Tiếp theo, Chu Nhược Mai lấy một xe, một mã, một pháo của mình ra, sau đó chơi cờ cùng Lê Uy Long. Chu Nhược Mai cũng không biết khả năng đánh cờ của Lê Uy Long thế nào, vừa bắt đầu mấy bước, cô cũng không quan tâm. Sau khi đánh vài bước, Chu Nhược Mai kinh ngạc phát hiện rằng, khả năng đánh cờ của Lê Uy Long cũng không tệ, mình lại khá bị động. "Ấy, không ngờ anh thật sự có bản lĩnh." Chu Nhược Mai nói. "Dĩ nhiên rồi, không có bản lĩnh, sao anh lại dám khiêu chiến với vua cờ như em chứ? Bây giờ em đã rất bị động rồi, anh thấy trong 20 bước sao em có thể thắng anh được?" "Theo thế cờ bây giờ, đừng nói trong 20 bước em không thắng được anh, có khả năng trong 20 bước em sẽ thua anh." Lệ Uy Long thấy khả năng đánh cờ của Chu Nhược Mai cũng chỉ đến thế, trong lòng không khỏi có phần thất vọng. Chẳng lẽ cô thật sự phóng đại ra, có hơi nói quá sự thật rồi. Nếu trình độ của Chu Nhược Mai là thế này, vậy thế cờ tàn cuộc phải mời người có trình độ cao khác mới có thể giải được. Anh đừng kiêu ngạo, vừa nãy em còn chưa thực sự nghiêm túc đâu, bây giờ em nghiêm túc rồi. Để anh chiếm ưu thế một chút thì sao? Một khi em nghiêm túc rồi, thì chính em cũng sợ chu nhược mai thấy lê uy long có bản lĩnh quyết định nghiêm túc hẳn em cứ chém đi chém nhiều vào đợi khi thua rồi anh xem em còn chém thế nào xem ra tối nay anh có thể ngủ trên giường rồi lê uy long nói anh đừng nằm mơ nhìn bước đi chu nhược mai nói xong bắt đầu nghiêm túc chơi cờ sau đó lê uy long phát hiện chỉ trong vài bước cờ chu nhược mai đã ngăn được sóng giữ thay đổi thế cờ vốn quân của mình rất nhiều lại chiếm được thế tấn công, bây giờ tình thế lại đột một xoay chuyển, trở nên nguy hiểm bốn bề. Hóa ra, một khi Chu Nhược Mai nghiêm túc lên, thực sự rất lợi hại. Sau khi chơi mấy bước nữa, Lệ Uy Long đã chảy mồ hôi đầy đầu. Dù quân cờ của mình nhiều, nhưng nói chung bước nào cũng bị dẫn dắt, không thể di chuyển. Muốn liều chết với Chu Nhược Mai, nhưng hoàn toàn không thể liều được. Sau vài bước nữa, một xe, một mã, một pháo của Chu Nhược Mai đều giấu sát chiêu khắp nơi, chỉ cần Lê Uy Long không cẩn thận sẽ bị một kiếm giết chết. Cuống hồ là, sau 10 bước, con tốt của Chu Nhược Mai đã qua biên rồi, quân vây bốn mặt. Lê Uy Long bắt đầu luống cuống tay chân, được cái này mất cái kia, rất nhiều quân đều phải đưa cho Chu Nhược Mai. Chương 311 nhanh bưng nước nóng đến rửa chân cho em. Lùi về phía sau 15 nước, Lê Uy Long đã bị đánh bại, không chỉ không thể tấn công mà ngay cả phòng thủ cũng đầy sơ hở. Cho tới bây giờ, anh mới chính thức lĩnh hội được sự lợi hại của Chu Nhược Mai, cũng biết rốt cuộc mình và Chu Nhược Mai chênh lệch cỡ nào. Khả năng đánh cờ của chính mình và Chu Nhược Mai, ít nhất cách xa 5 cấp. Nước cờ thứ 17, thậm chí Lê Uy Long phải từ bỏ quân xe để bảo vệ quân vua. Hiện tại anh chỉ muốn chống đỡ đến nước cờ thứ 20. Chỉ cần trong 20 nước cờ không bị Chu Nhược Mai hạ, coi như mình thắng. Mặc dù thắng không vinh quang lắm, nhưng ít ra cũng có thể cùng giường chung gối với Chu Nhược Mai. Nhưng, tưởng tượng luôn luôn hoàn mỹ, hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Nước cờ thứ 19, đột nhiên Chu Nhược Mai lạnh nhạt nói, "Đi, chiếu tướng." Lệ Uy Long quan sát, nhất thời đôi mắt ngẩn ra, quả nhiên là bị chiếu tướng. Chu Nhược Mai nhường một xe một ngựa một pháo, vậy mà mình không thủ được nổi 20 nước. Hiện tại anh còn lời gì để nói nữa không? Chu Nhược Mai đắc ý nhìn Lệ Uy Long nói. Anh không còn lời nào để nói. Đương nhiên là Lệ Uy Long có thể tự mình hiểu lấy, tổng thể đã biết mình và Chu Nhược Mai tranh lệch như thế nào. Vậy thì nhanh bưng nước nóng đến rửa chân cho em đi. Chu Nhược Mai cười nói. Lệ Uy Long mồ hôi nhễ nhại, lúc đầu còn nghĩ là mình có thể cùng giường chung gối với Chu Nhược Mai, không nghĩ tới là cuối cùng tối nào mình cũng phải rửa chân cho cô. Mình đường đường là soái tướng bảo vệ nhưng tối nào cũng phải khúm núm rửa chân cho vợ, chuyện này nếu truyền ra ngoài, không phải sẽ khiến cho lính của mình cười đến rụng răng hay sao? Sao hả, chẳng lẽ anh muốn đổi ý? Chu Nhược Mai nhìn thấy Lệ Uy Long giống như có chút không vui liền hỏi. Không phải, Lệ Uy Long anh đường đường là một người đàn ông, lời hứa ngàn vàng, đương nhiên có chơi có chịu, tuyệt đối sẽ không đổi ý. Lệ Uy Long nói, vậy anh còn đứng ngây ra đó làm gì? nhanh bưng nước tới rửa chân cho em, Chu Nhược Mai nói. Khoan đã, anh có chút không phục, anh muốn đánh cược với em một ván nữa. Lệ Uy Long lo lắng Chu Nhược Mai chưa hoàn toàn khôi phục lại kỹ thuật đánh cờ, muốn chơi một ván khác với cô, sau đó xuất ra một nước cờ khác để đánh bại cô. Còn đánh cược cái gì nữa, một ván này đã có thể phân cao thấp rồi. Chính anh có bao nhiêu phân lược, chẳng lẽ trong lòng anh không tính toán được sao? Vừa rồi nếu như mấy nước cờ mở đầu em không khinh địch chủ quan, lấy nước cờ của anh, trong vòng 15 bước em đã có thể giải quyết rồi." Chu Nhược Mai nói. Lệ Uy Long biết Chu Nhược Mai nói thật, mấy nước cờ mở đầu kia, quả thật là cô không mấy nghiêm túc mới để cho mình chiếm một chút ưu thế. Nếu như ngay từ đầu cô đã nghiêm túc, mình thật đúng là không thể giữ vững trong vòng 15 nước. "Vợ, em nhường anh một xe một ngựa một pháo mà có thể thắng anh trong vòng 20 nước, làm sao em có thể lợi hại như vậy?" lê uy long quyết định nịnh nọt chu nhược mai chuyển chủ đề để cô quên đi chuyện rửa chân em đường đường là vua cờ số một của long quốc đối phó với người có trình độ như anh nhường một xe một ngựa một pháo có cái gì đáng ngạc nhiên nhường cho anh một xe một ngựa một pháo đã coi như hơi ít rồi chu nhược mai nói lê uy long nghe chu nhược mai kiêu ngạo cũng không dám phản bác bởi vì quả thật là cô có thực lực này em nói kỹ thuật chơi cờ của em là do ông dạy Chẳng lẽ ông của em cũng là bậc thầy cờ tướng sao?" Lê Uy Long lại hỏi. "Ông cũng không tính là bậc thầy cờ tướng gì, chỉ là một người yêu thích cờ tướng thôi, trình độ so với người bình thường tốt hơn một chút." Thời điểm em còn học cấp 2 đã khiến ông thua đến tức giận. Chu Nhược Mai nói, "Tục ngữ nói, danh sư xuất cao đồ, nếu kỹ thuật chơi cờ của ông em chỉ ở mức bình thường, vậy tại sao kỹ thuật chơi cờ của em lại cao thâm khó lường như vậy?" Lê Uy Long không hiểu chút nào hỏi tiếp. Vậy anh không nghe nói sư phụ dẫn đường đi tu làm người sao? Chu Nhược Mai hỏi ngược lại. Có nghe nói qua, Lệ Uy Long nói. Là vậy đó, ông dạy em kiến thức cơ bản, sau đó em tự mình nghiên cứu, dần dần lĩnh hội được sự ảo diệu của cờ tướng, ngộ ra được rất nhiều điều mà người khác không nghĩ tới. Chu Nhược Mai nói. Như vậy cũng được à? Lệ Uy Long hơi kinh ngạc. Chương 312 thiên phú quan trọng như vậy sao? Đương nhiên rồi bởi vì ở phương diện này em có thiên phú dị bẩm mà. Chu Nhược Mai nói, anh muốn học đánh cờ, em có thể chỉ điểm một hai chỗ cho anh không? Lệ Uy lòng nghĩ nếu học tập kỹ thuật chơi cờ của cô một chút, sau đó nói không chừng mình có thể phá thế cờ kho báu, cứ như vậy cũng không cần Chu Nhược Mai phải mạo hiểm. Không được, thiên phú ở phương diện cờ tướng của anh quá kém. Em đã nhường anh một xe một ngựa một pháo mà anh còn không thể giữ vững 20 nước cờ, loại thiên phú giống như anh, em có dạy thế nào thì anh cũng không thể cải thiện được đâu. Chu Nhược Mai nói. Lệ Uy Long bị Chu Nhược Mai khinh bỉ như vậy, lập tức toát mồ hôi. Tại sao đột nhiên vô duyên vô cớ anh muốn theo em đánh cờ vậy? Chu Nhược Mai hỏi. Bởi vì chúng ta là vợ chồng mà, nếu như tài đánh cờ của anh có thể tương đương với em, về sau nếu chúng ta không có việc gì làm thì có thể cùng nhau đánh cờ nha, hôn đúc một chút tình cảm sâu đậm. Lệ Uy Long nói. Quên đi thôi, Đời này anh không thể nào đạt tới cấp bậc giống như em đâu, em đã bỏ xa anh hơn 10 con phố rồi, mặc kệ anh có khắc khổ nghiên cứu như thế nào đi chăng nữa, có thuốc ngựa cũng không đuổi kịp được em. Bởi vì thiên phú của anh sẽ quyết định thành tích của anh." Chu Nhược Mai nói. "Thiên phú thật sự quan trọng như vậy à?" Lê Uy Long có chút không cam lòng hỏi. "Đương nhiên, người có thiên phú có khả năng tự mình lĩnh hội ra rất nhiều chiêu thức kỳ diệu, tùy cơ ứng biến. Người không có thiên phú" có đến kiếp sau thì trình độ cũng vẫn đình trệ không tiến bộ mà thôi." Chu Nhược Mai nói. Lệ Uy Long thấy Chu Nhược Mai nói rất có đạo lý, liền hủy bỏ suy nghĩ học đánh cờ với cô. "Anh không có vấn đề gì đấy chứ?" Chu Nhược Mai thấy Lệ Uy Long không nói liền hỏi. "Không có." Lệ Uy Long nói. "Không có vấn đề gì thì nhanh đi bưng nước tới rửa chân cho em đi." Chu Nhược Mai rũi cái lưng mệt mỏi nói, "Về sau mỗi khi trời tối đều có người rửa chân cho em đây, thật sảng khoái." Chờ, chờ một chút, Lê Uy Long quyết định phải cho Chu Nhược Mai nhìn thấy thế cờ này. Còn chờ cái gì nữa? Không phải anh thật sự muốn trốn nợ đấy chứ? Chu Nhược Mai nói. Anh muốn đánh cực một lần nữa với em, Lê Uy Long nói. Còn đánh cực cái gì nữa? Không phải vừa mới nói sao, lấy trình độ của anh, chỉ cần em nghiêm túc, trong vòng 15 nước cờ liền có thể giải quyết anh. Anh có hiểu rõ trình độ của mình hay không vậy? Chu Nhược Mai hơi không kiên nhẫn nói lần này anh muốn đánh cược với em một ván anh cược em không phá được thế cờ của anh lê uy long nói nực cười trên đời này không có thế cờ nào mà em không phá được chu nhược mai nói anh không tin nếu như em có thể phá thế cờ này của anh không những tối nào anh cũng rửa chân cho em mà còn đấm lưng xoa bóp nữa lê uy long nói chuyện này là thật chu nhược mai hỏi đương nhiên có lúc nào anh nói chuyện mà không giữ chữ tín đâu lê uy long nói Tốt thôi, anh bày thế cờ ra đi, em phá cho anh xem." Chu Nhược Mai nói. "Được, nếu như em không phá được, lần cược thua vừa rồi của anh liền xóa bỏ, anh cũng không cần phải rửa chân cho em, được không?" Đương nhiên là Lệ Uy Long hy vọng Chu Nhược Mai có thể phá giải thế cờ kia, mình có rửa chân cho cô cũng không sao, dù sao thế cờ kia cũng có liên quan đến kho báu của Long Quốc. Nhưng một khi cô không phá giải được, anh cũng muốn thừa cơ triệt tiêu lần thua cược vừa rồi của mình. "Được thôi, không thành vấn đề, chớ nói nhảm, anh mau bày ra đi. Chu Nhược Mai chờ Lệ Uy Long rửa chân cho mình, nghĩ phải phá giải thế cờ kia sớm một chút. Được, thế là Lệ Uy Long rửa theo ký ức, chậm rãi bày ra thế cờ trên cửa đá kia. Mặc dù kỹ thuật chơi cờ của anh không bằng Chu Nhược Mai, nhưng ghi nhớ thế cờ trên cửa đá kia vào trong đầu vẫn có thể làm được. Điện thoại di động của anh cũng có ảnh chụp của thế cờ kia nhưng anh không muốn để Chu Nhược Mai biết bí mật phía dưới núi Hổ Sơn nhanh như vậy. Cho nên, anh cũng không mở ảnh chụp của thế cờ trong điện thoại ra xem. Khi Lê Uy Long hoàn toàn bày ra thế cờ trên cửa đá kia, vẻ mặt của Chu Nhược Mai thay đổi rất lớn, hít vào một ngụm khí lạnh. chương 313 anh đùa dẫn em à. Được rồi, thế cờ đã bày xong, em nhìn một chút xem có thể phá giải hay không. Lê Uy Long nói. Tốt lắm Lê Uy Long, anh lại dám đùa giỡn với em. Chu Nhược Mai lấy lại tinh thần, tức giận nói. Lê Uy Long sướng sở hỏi, anh đùa giỡn em chỗ nào? Đây vốn dĩ không phải là thế cờ, cờ đen nhiều như vậy, thế công cũng rất mạnh, mà cờ đỏ lại rất ít, có thể nói không có chút thế công nào, căn bản là không có phần thắng nào hết, anh bảo em làm sao phá được đây? Chu Nhược Mai tức giận nói. Nghe được Chu Nhược Mai nói như vậy, trong lòng Lê Uy Long lập tức lạnh đi một nửa. Đến cả Chu Nhược Mai cũng không phá giải được thế cờ này. Xem ra trên đời này không có người nào có thể phá. Thế cờ này, em thật sự không có cách nào phá giải sao? Lê Uy Long có chút không cam tâm. Đương nhiên không thể, có phải anh muốn thắng lại một ván, cố ý bày ra một thế cờ lung tung không có chút phần thắng nào này cho em phải không? Chu Nhược Mai 10 phần hoài nghi Lê Uy Long bày ra thế cờ này, mục đích là để lật lại một ván, không cần phải rửa chân cho mình. Không phải, đây là một thế cờ rất kỳ quái khẳng định là có biện pháp phá giải nó. Em nhìn kỹ một chút, suy nghĩ xem còn biện pháp nào phá giải hay không. Lê Uy Long nói, cái này còn gì phải nói nữa, tất cả các quân đen đều ở đây, hai xe, hai ngựa, sĩ si tưởng cũng đầy đủ, năm quân tốt cũng có, hai quân tốt đều đã qua sông, đại quân đã tiếp cận, binh lâm thành hạ, từng quân cờ đan sen vào nhau, phát huy được lực sát thương lớn nhất, căn bản là không thể đánh tan. Mà phe đỏ chỉ có một xe, hai ngựa, một pháo, ba binh, đều đang ở trong vị trí bất lợi, không có chút thế công nào, không có một chút uy hiếp. Mà sĩ và tướng đều chỉ thừa một quân, phòng thủ cũng phải cố hết sức. Phe đỏ đã tràn ngập nguy hiểm, anh bảo em làm sao phá đây. Chu Nhược Mai tức giận nói. Đúng là thế cờ này vô cùng khó khăn, nhưng anh cảm thấy chỉ cần em nghiêm túc nghiên cứu thì sẽ tìm được biện pháp phá giải thôi. Lệ Uy Long biết thế cờ này dùng để mở ra cơ quan cửa đá của bảo tàng, dĩ nhiên không phải tùy tiện mà bày ra biện pháp phá giải cuối cùng sẽ có quan trọng là mình có tìm ra được hay không căn bản đây là một thế cờ chết chóc là anh cố ý lừa em là anh thiết kế âm mưu thế cờ này bất kể là ai cũng không thể phá giải chu nhược mai nói em có thể bình tĩnh một chút hay không nghiêm túc nghiên cứu một chút anh thật sự không lừa gạt em thế cờ này không phải do anh nghĩ ra lê uy long nói không thể nghiên cứu được rõ ràng là anh lừa gạt em bình thường mà nói phe đỏ ít một chút cũng không quan trọng nhưng ít ra không phải đang ở trong vị trí bị uy hiếp mới được hiện tại anh bày ra thế cờ này chẳng những phe đỏ ít mà toàn bộ còn đang ở trong thế bị động không phải lừa gạt em thì là cái gì chu nhược mai nói thế cờ này thật sự không phải do chính anh bày ra là anh nhìn thấy ở một nơi nào đó cho nên bày ra để em phá giải một chút lê uy long nói được thôi coi như anh nhìn thấy ở một nơi nào đó, nhưng anh có thể nhớ kỹ thế cờ này bày như thế nào sao? Anh có thể chắc chắn là không bày thiếu quân đỏ, hoặc là bày quân cờ sai chỗ chắc. Chu Nhược Mai cảm giác nhất định là Lê Uy Long đã bày sai thế cờ. Một thế cờ, cho dù là bày sai một quân cờ, hoặc là bày thiếu một quân cờ, đều có khác biệt một trời một vực. Anh chắc chắn không hề bày thiếu quân cờ, hoặc là bày sai chỗ. Mặc dù tài đánh cờ của Lê Uy Long không bằng Chu Nhược Mai, nhưng năng lực nhớ kỹ một thế cờ vẫn phải có. Anh không muốn để cho Chu Nhược Mai bị cuốn vào bên trong chuyện kho báu, cho nên một mực không lấy ảnh chụp trong điện thoại di động ra cho cô nhìn. Em không tin, nếu thật sự có thế cờ này, căn bản là trên đời không có người nào có thể phá giải được. Chu Nhược Mai nói, nếu như ngay cả em cũng không thể phá giải được thế cờ này, xem ra trên đời này cũng chẳng có ai phá giải được. Lệ Uy Long có chút thất vọng, đến cả vua cờ như Chu Nhược Mai cũng không thể phá giải, anh thực sự nghĩ không ra còn có ai có thể phá giải. Được rồi, nhanh đi bưng nước tới rửa chân cho em đi. Chu Nhược Mai không muốn xoắn suýt thế cờ này nữa, chỉ muốn sớm một chút được hưởng thụ Lê Uy Long rửa chân cho cô. Không phải vừa mới nói nếu em không phá được thế cờ này thì liền xóa bỏ sao? Hiện tại sao lại muốn anh rửa chân cho em nữa?" Lê Uy Long nói. Chương 314 ảnh chụp thế cờ. Căn bản thế cờ này không phải là thế cờ, không tính toán gì hết. Chu Nhược Mai nói: Có thể thế cờ này là một thế cờ cổ xưa. Em không phá giải được thì là do thực lực của em có hạn, không thể trách thế cờ nha. Lệ Uy Long nói: Cái gì mà thế cờ cổ xưa hả? Đây chính là thế cờ do anh bầy lung tung ra thì có. Ai nói em không phá giải được? Em dùng quân đen phá giải trong vài phút cho anh xem. Chu Nhược Mai nói: Lệ Uy Long toát mồ hôi, phá thế cờ, không phải quy định phải dùng quân đỏ sao? Không có quy định vừa rồi thời điểm đặt cược, anh không nói nhất định phải dùng quân đỏ, hiện tại em muốn dùng quân đen. Chu Nhược Mai nói, em không thể chơi xấu như vậy được, Lệ Uy Long khóc không ra nước mắt, không nghĩ tới Chu Nhược Mai có thể chơi xấu như vậy. Ai bảo anh bày ra một thế cờ hỗn loạn thế kia cho em phá giải? Tại sao anh không dứt khoát quăng toàn bộ quân đỏ ra, chỉ để lại một quân đen cho em tới phá? Chu Nhược Mai tức giận nói. Thế cờ này, là anh nhìn thấy ở một hang động bí mật. Tuyệt đối không phải vì lừa gạt em." Lê Uy Long thề son sắt nói. "Hang động nào mà có thế cờ này vậy?" Chu Nhược Mai hơi kinh ngạc hỏi. "Cái này, bây giờ tạm thời không thể nói cho em biết." Lê Uy Long cảm thấy chuyện bảo tàng dưới núi Hồ Sơn, nhiều người biết sẽ không tốt, cho nên không muốn để cho Chu Nhược Mai biết. Không nói được là ở chỗ nào, căn bản là nơi đó không hề tồn tại, là chính anh hư cấu tạo ra. Em đã thấy qua rất nhiều thế cờ nhưng thế cờ không có chút khả năng đánh trả nào giống như của anh đây là lần đầu tiên em gặp nguyên nhân chỉ có một đó chính là anh không muốn rửa chân cho em cố ý bày ra thế cờ phải thua không thể nghi ngờ này cho em phá chu nhược mai nói em muốn như thế nào thì mới bằng lòng tin anh hả lê uy long thật sự không có biện pháp trừ phi anh có thể đưa ra chứng cứ chứng minh thế cờ này không phải do chính anh bày lung tung em mới bằng lòng tin tưởng anh chu nhược mai nói Lệ Uy Long thấy Chu Nhược Mai một mực không tin thế cờ này không phải do mình bày lung tung ra, anh thật sự không có biện pháp, đành phải quyết định mở ảnh chụp thế cờ trên cửa đá kia ra cho cô xem. Nếu không, cô vẫn cho là mình bày vớ vẩn ra, cũng không chịu ổn định tâm trạng thật tốt để nghiên cứu phương pháp phá giải. Thế là, anh đành phải nói, được rồi, anh sẽ đưa ra chứng cứ, anh có ảnh chụp làm bằng chứng. Ảnh chụp gì? Chu Nhược Mai hỏi. Chính là ảnh chụp của thế cờ này lê uy long nói xong liền lấy điện thoại ra ấn mở tấm ảnh của thế cờ trên cửa đá của núi hồ sơn em nhìn xem cái này với thế cờ trên cửa đá có phải giống y đúc thế cờ anh bày ra hay không lê uy long đưa điện thoại di động tới trước mặt chu nhược mai nói chu nhược mai quan sát nhìn thấy ảnh chụp trong điện thoại của lê uy long quả nhiên có một cái cửa đá trên cửa đá bày ra một thế cờ tướng cái này giống y trang thế cờ mà lê uy long bày ra thấy vậy Chu Nhược Mai cực kỳ kinh ngạc nói, chẳng lẽ đây thật sự là một thế cờ cổ xưa? Chương 315 Lâm vào trầm tư. Đúng vậy, bây giờ em đã tin tưởng thế cờ này không phải do anh bày lung tung chưa? Lê Uy Long nói, tin rồi tin rồi, em rất tò mò, đến cùng là cửa đá này ở nơi nào vậy? Chu Nhược Mai tò mò hỏi, cái này em không cần phải để ý đến, em chỉ cần giúp anh phá giải thế cờ này là được rồi. Lê Uy Long nói, trên cửa đá viết muốn mở cửa đá, trước hết phải phá giải thế cờ, trong cửa đá có đồ vật gì vậy? Chu Nhược Mai biết được thế cờ này không phải do Lê Uy Long bày loạn, lập tức hứng thú. Bên trong có đồ vật gì thì anh cũng không biết, chỉ cần phá giải được thế cờ này, anh mới có thể đi vào, nhìn thấy bên trong có đồ vật gì. Lê Uy Long nói. Chu Nhược Mai thấy Lê Uy Long không chịu nói, cô cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ nói thế cờ này rất cao thâm khó lường, muốn phá giải, quá khó anh để cho em một xe một ngựa một pháo trong vòng 20 nước phải thắng được anh. Hiện tại quân đỏ có một xe, hai ngựa, một pháo, hơn nữa còn có ba binh, đầy đủ để em vận dụng. Lê Uy Long nói, cái này không thể so sánh, em dùng một xe một ngựa một pháo thắng anh, thế cờ sẽ bắt đầu lại từ đầu, hai bên đều không ra quân. Hiện tại quân đen chiếm ưu thế rất lớn, đại quân đã tiếp cận, tiến công từ nhiều phía, ẩn náu khắp nơi, tùy tiện lấy một quân mã đã có thể chiến thắng quân đỏ, mà quân đỏ lại đang ở trong vị trí vô cùng bị động chẳng có tí uy hiếp nào không hề có lực phòng thủ căn bản là khó giải chu nhược mai nói nếu người xưa đã thiết kế thế cờ này để mở cơ quan trên cửa đá nhất định phải có biện pháp phá giải sẽ không thể có chuyện không có cách giải có lý em cũng nghĩ không thông tại sao lại muốn dùng thế cờ làm chốt để mở cửa đá chu nhược mai không hiểu chút nào mà hỏi cái này anh cũng không biết khả năng là người thiết kế ra cửa đá này là một cao thủ cờ tướng đi lê uy long nói hẳn là một người rất si mê cờ tướng phương pháp để phá giải thế cờ này chắc chắn rất khó nghĩ ra chu nhược mai nói thế cờ có thể dùng để mở ra cơ quan của cửa đá độ khó nhất định rất cao không phải ai cũng có thể tùy tiện phá giải vậy chẳng phải là không có ý nghĩa gì sao mà em là quán quân của cuộc thi vua cờ vua cờ số một long quốc đã đạt đến trình độ vô địch thế giới anh tin em nhất định có thể phá giải. Lê Uy Long nói. Chu Nhược Mai nghe được Lê Uy Long ca ngợi mình, trong lòng ngọt ngào, liền quyết định thử một lần, ừm, thế cờ này rất có tính khiêu chiến, xem ra em phải ngẫm nghĩ thật tốt mới được. Được, vậy em cẩn thận suy nghĩ lại một chút đi. Nếu như thực sự không được thì thôi đi, ngàn vạn lần đừng khiến tổ hỏa nhập ma. Lệ Uy Long thật sự lo lắng Chu Nhược Mai bởi vì thế cờ này mà không thể tự kiềm chế, giống như lúc ấy chính mình tẩu hỏa nhập ma, cho nên nhắc nhở. Em biết rồi, anh đừng nói nữa, đừng có ồn ào, bây giờ em sẽ cẩn thận suy ngẫm lại. Chu Nhược Mai nói, được, em cứ từ từ suy nghĩ đi, anh không quấy rầy em nữa. Lê Uy Long nói xong liền im lặng. Thế là Chu Nhược Mai lại tiếp tục nhìn chằm chằm ảnh chụp thế cờ, nghiêm túc tự hỏi. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Nhược Mai không kìm lòng được lâm vào trong ván cờ. Lệ Uy Long nhìn Chu Nhược Mai lại lâm vào trầm tư, ở một bên lẳng lặng quan sát. Anh cũng không dám rời đi, sợ Chu Nhược Mai sẽ giống như chính mình lúc trước tẩu hỏa nhập ma, làm ra việc ngu ngốc. Chu Nhược Mai nhìn chằm chằm vào thế cờ suy nghĩ miên man, thời gian dần qua phảng phất như thấy được kẻ thù từ bốn phương tám hướng đánh vào hoàng cung, mình dẫn ngự lâm quân ra chống cự, không ngừng điều binh khiển tướng, thế nhưng quân mình lại quá ít, khó mà chống đỡ nổi. Lệ Uy Long một mực quan sát biểu cảm của Chu Nhược Mai, lúc bắt đầu biểu cảm của Chu Nhược Mai cũng không có biến hóa gì lớn, thế nhưng về sau, anh nhìn thấy vẻ mặt của Chu Nhược Mai ngày càng nghiêm trọng. Chỉ thấy đôi mi thanh tú của cô nhíu chặt, khi thì sắc mặt tái nhợt, khi thì đỏ bừng, biểu cảm biến hóa đa dạng. Lệ Uy Long rất lo lắng Chu Nhược Mai lún chân quá sâu, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng, anh lại không dám mở miệng quấy nhiễu cô, sợ đột nhiên mình lên tiếng sẽ làm cô kinh hãi. Cô đã lâm vào trầm tư, có khả năng là cô sắp nghĩ ra phương pháp phá giải rồi. Nếu như đột nhiên mình lên tiếng, chẳng phải là đánh gãy mạch suy nghĩ của cô sao? Chương 316 Chu Nhược Mai muốn điên rồi. Bởi vậy, Lệ Uy Long chỉ ở bên cạnh yên lặng trông coi, không nói gì. Thời gian dần qua, Chu Nhược Mai đã đổ mồ hôi đầy đầu, Lệ Uy Long nhìn thấy Chu Nhược Mai toát nhiều mồ hôi như vậy cũng âm thầm lau mồ hôi thay cô. Thế cờ có liên quan bí mật của núi Hồ Sơn. Lê Uy Long chỉ có thể để Chu Nhược Mai đi mạo hiểm. Chỉ cần cô có thể phá giải thế cờ này thì có thể mở cửa đá ra, giải được bí mật của núi Hồ Sơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc mặt của Chu Nhược Mai ngày càng nghiêm trọng. A, à, 20 phút sau, đột nhiên Chu Nhược Mai hét to một tiếng. Lê Uy Long lập tức giật nảy mình. Không thể nào, tại sao có thể như vậy? Không thể nào, rõ ràng đã có thể giữ vững, tại sao lại vẫn thất bại? Chu Nhược Mai không ngừng lẩm bẩm, hai tay không ngừng kéo tóc của mình, làm đầu tóc rối loạn. Thấy tình hình này, Lệ Uy Long lập tức sợ hãi, vội vàng nói: "Dư Hân, em sao vậy? Đừng làm anh sợ." "Không thể nào, không thể nào, không thể lại thất bại, tại sao lại vẫn thất bại chứ?" Chu Nhược Mai không ngừng lặp lại những lời này, giống như căn bản không hề nghe thấy tiếng nói của Lệ Uy Long. Nhìn thấy Chu Nhược Mai muốn điên rồi, Lệ Uy Long bị dọa sợ, sớm biết sẽ như vậy. Mình đã không nên để cô đến phá giải thế cờ này. Để một cao thủ tuyệt thế giống như Chu Nhược Mai phải nổi điên, xem ra thế cờ này thật sự rất ma quái. Hôm nay mình cũng bởi vì lún quá sâu mà nổ súng tự sát, nếu không phải Thiên Thành và Hà Ngọc Lan tay mắt lanh lẹ, hiện tại chính mình cũng đã tự sát chết. Lúc đầu anh coi là kỹ thuật đánh cờ của Chu Nhược Mai đã đạt đến đỉnh cao, vô địch thiên hạ, có thể phá giải thế cờ này, không nghĩ tới cô cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, phát điên anh vô cùng hối hận vì để chu nhược mai đến phá giải thế cờ này nếu chu nhược mai xảy ra chuyện không may vậy thì xong rồi rõ ràng đã có thể chuyển bại thành thắng tại sao đến cuối cùng vẫn thất bại không được em không cam tâm trận chiến này mình nhất định có thể chiến thắng chu nhược mai còn đang lẩm bẩm dư hân em tỉnh táo một chút thế cờ này em không phá được thì thôi đừng có suy nghĩ nữa lê uy long lớn tiếng nói muốn đánh thức chu nhược mai chẳng những chu nhược mai không tỉnh táo lại còn đột nhiên đứng lên ném loạn đồ vật khắp nơi lê uy long biết chu nhược mai đã lún quá sâu gọi không dậy liền lập tức xông lên ôm lấy cô thế nhưng chu nhược mai giống như bị điên cua hai tay không ngừng đánh lê uy long sư hân anh là chồng của em em đừng đánh anh nữa lê uy long vừa để chu nhược mai đánh vừa nói chu nhược mai đã mất đi lý trí coi lê uy long trở thành kẻ thù không đội trời chung chẳng những không ngừng đánh còn bắt đầu dùng miệng cắn vào vai của anh. Lê Uy Long cảm thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách hay, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp để chu nhược mai tỉnh táo lại mới được. Thế là Lê Uy Long dứt khoát trực tiếp đánh ngã chu nhược mai trên ghế sofa, dùng thân thể của mình ngăn chặn cô. Nhưng mà, hai tay của chu nhược mai càng không ngừng đánh vào mặt Lê Uy Long, vừa đánh, vừa quát cầm thú, mau buông ta ra. Lệ Uy Long không có cách nào vì để cho Chu Nhược Mai có thể mau chóng tỉnh táo lại, anh đành phải dùng hai tay bắt lấy hai tay của cô, sau đó cúi mặt xuống, hôn lên miệng của cô. Chu Nhược Mai đột nhiên bị Lê Uy Long hôn, lập tức giật mình một cái. Chương 317 lần này anh không được nuốt lời nữa. Khi Lê Uy Long nhìn thấy Chu Nhược Mai đột nhiên yên tĩnh lại, anh lập tức bắt đầu được nước lấn tới. A, à, ngay khi Lê Uy Long muốn tiến thêm một bước phát triển thì đột nhiên bị Chu Nhược Mai ra sức cắn chặt đầu lưỡi nhất thời phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Chu Nhược Mai nghe thấy tiếng kêu thảm thiết như tiết lợn của Lê Uy Long, cô mới nhất thời cả kinh mà nới lỏng răng nanh ra. Lệ Uy Long được giải thoát, lập tức đứng bật dậy, cũng không dám hôn Chu Nhược Mai nữa. Tại sao lưỡi anh lại chảy máu? Chu Nhược Mai cuối cùng cũng hoàn toàn hồi tỉnh lại vào lúc này khi cô nhìn thấy đầu lưỡi của Lệ Uy Long đang chảy máu, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Lệ Uy Long khóc không ra nước mắt kêu rên nói em không phải biết rõ rồi còn hỏi sao là bị em cắn đấy lẽ nào em không biết hả em cắn ư tại sao em lại cắn đầu lưỡi của anh chu nhược mai lại hết sức kinh ngạc ừ là vì vừa rồi anh hôn em lê uy long có chút ngượng ngùng nói a à, anh lại thừa dịp tinh thần em không được tỉnh táo mà hôn em đáng đời anh bị cắn chu nhược mai vừa xấu hổ vừa tức giận nói cuối cùng cô cũng nhớ ra rằng lúc đó cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo Xuất phát từ bản năng mà làm ra phản ứng phòng thủ, nên đã hung hăng cắn anh một cái. Lúc nãy em lại nổi điên lên, anh làm thế nào cũng không thể gọi được em tỉnh lại, nên anh mới làm ra hạ sách này." Lê Uy Long giải thích nói. "Đúng rồi, ván cờ tàn này rất quỷ dị, vừa rồi em nhập cục quá sâu, thế mà lại xuất hiện ảo giác." Chu Nhược Mai nói. "Em xuất hiện ảo giác gì vậy?" Lê Uy Long hỏi. "Lúc nãy em nhìn chằm chằm vào ván cờ tàn này mà trầm tư suy nghĩ." Rồi dần dần dường như nhìn thấy mình đang ở trong một cung điện bị bao vây bởi kẻ địch. Kẻ địch theo bốn phương tám hướng đánh vào hoàng cung, em dẫn đầu Ngự Lâm quân tiến lên chống cự, nhưng người ít không đánh lại đông. Sau đó, em tấn công bất ngờ muốn tập kích trại căn cứ của kẻ địch, nhưng cuối cùng vẫn bị thất bại. Chu Nhược Mai nói. Lệ Uy Long nghe được Chu Nhược Mai nói như vậy, cũng không khỏi hết sức kinh ngạc, anh không nghĩ tới Chu Nhược Mai cũng sẽ xuất hiện loại ảo giác này. Hôm nay ở trước cửa đá anh cũng đã từng xuất hiện loại ảo giác này, anh nhìn thấy mình đang ở trong một tòa thành vắng, kỵ binh của quân địch lũ lượt tràn vào, mình anh không thể chống cự, cuối cùng tòa thành đã bị công phá và anh suýt chút nữa tự sát hy sinh cho tổ quốc. Còn ảo giác của Chu Nhược Mai là ở trong Hoàng Cung, tuy rằng địa điểm khác nhau, nhưng đều bị quân địch bao vây, kết cục là mình đều bị thua trận. Ván cờ tàn này quá quái dị đi, em vẫn là đừng nên suy nghĩ về nó nữa, kẻo lại tàu hỏa nhập ma. Lệ Uy Long cũng không dám để Chu Nhược Mai đi mạo hiểm nữa. Ván cờ này không thể giải được thì đành thôi vậy, dù sao cũng không ai có thể lấy được kho báu dưới núi Hổ Sơn. Nếu như kẻ địch có thể phá giải được thì cũng không sao, đợi khi bọn họ lấy được kho báu, thì mình sẽ một mẻ hốt gọn bọn chúng, ngồi ăn ngựa ông đắc lợi. Kẻ địch là bọ ngựa bắt ve, còn mình sẽ là chim sẻ trực sẵn ở phía sau, kho báu cuối cùng vẫn sẽ rơi vào tay mình thôi. Nhưng mà em không cam tâm, chỉ thiếu chút nữa là đã có thể chuyển bại thành thắng rồi, em cần phải ngẫm nghĩ lại." Chu Nhược Mai nói. "Không, em đừng suy nghĩ nữa, lỡ như em lại tẩu hỏa nhập ma thì biết phải làm sao?" Lê Uy Long có chút lo lắng nói, anh rất sợ Chu Nhược Mai lại phát điên thêm lần nữa. "Hiện tại em đã không thể quên được ván cờ tàn này rồi, ván cờ tàn này đã ngấm sâu vào trong tâm trí của em." Chu Nhược Mai nói. "Vậy phải làm sao bây giờ?" Lê Uy Long hỏi. Nếu muốn em không nghĩ đến ván cờ tàn đó thì chỉ có một cách." Chu Nhược Mai nói. "Cách gì đây? Em mau nói đi, chỉ cần anh có thể làm được thì anh nhất định sẽ làm theo." Lê Uy Long nói. "Được, là anh tự mình nói đấy nhé, lần này anh không được nuốt lời nữa." Chu Nhược Mai nói một cách giảo hoạt. "Chương 318 anh nhất định phải thực hiện lời hứa của mình." Lệ Uy Long nhìn thấy vẻ mặt giảo hoạt của Chu Nhược Mai thì đã có một dự cảm không tốt, anh vội vàng nói khoan đã chỉ cần không phải là chuyện tàn nhẫn không có tính người và cũng không vi phạm đến pháp lý pháp quy anh mới có thể đồng ý tất nhiên là em sẽ không để anh đi làm những việc đó điều em muốn anh làm cho em là chuyện đương nhiên giữa hai vợ chồng chu nhược mai nói như vậy à vậy thì anh đã đại khái có thể đoán được chuyện em muốn anh làm là chuyện gì rồi lê uy long nói ồ anh trở nên thông minh từ khi nào vậy anh nói thử xem nào anh cảm thấy em sẽ bảo anh làm những chuyện gì chu nhược mai có chút không tin lê uy long người đàn ông sắt thép thẳng thắn này có thể đoán được cô đang nghĩ gì nếu theo như suy đoán của anh em hẳn là muốn anh hôn em thêm một lần nữa lê uy long nói chu nhược mai nhất thời mặt đỏ tía tai vừa xấu hổ vừa tức giận nói anh nằm mơ đi xem ra lúc nãy em cắn anh quá nhẹ đi lẽ ra em nên cắn đứt đầu lưới của anh mới đúng lẽ nào em không phải là muốn anh làm chuyện này với em sao lê uy long kinh ngạc hỏi đương nhiên là không phải chu nhược mai tức giận nói không phải chuyện này lẽ nào em muốn anh làm chuyện càng quá đáng và càng ngượng ngùng hơn với em sao lê uy long lại hỏi chu nhược mai nghe vậy hận không thể xé rách miệng của lê uy long cô tức giận nói anh nghĩ nhiều rồi anh đừng đoán mỏ nữa vậy thì em rốt cuộc muốn anh làm cái gì lê uy long cũng không muốn đoán nữa lòng người phụ nữ giống như mỏ kim đáy biển vậy thật quá khó đoán Em muốn anh rửa chân cho em." Chu Nhược Mai nói. Lệ Uy Long đổ mồ hôi, vô cùng bất lực nói, "Tại sao em lại cứ nhớ mãi không quên cái chuyện rửa chân vậy?" "Bởi vì anh giúp em rửa chân làm cho em cảm thấy rất thoải mái, em mới có thể quên được ván cờ tàn này. Hơn nữa, lần này là anh thua cược mà, anh nhất định phải thực hiện lời hứa của mình." Chu Nhược Mai nói, "Em có thể đổi cho anh làm chuyện khác được không?" lê uy long cũng có chút chủ nghĩa của một người đàn ông anh thật sự không muốn khom lưng khuỵu gối rửa chân cho một người phụ nữ nếu như chuyện này được lan truyền ra ngoài những người lính dưới trướng của anh sẽ thực sự cười đến rụng răng mất chuyện này không thể thay đổi được lẽ nào việc rửa chân cho vợ anh là chuyện tàn nhẫn không có tính người và vi phạm đến pháp lý pháp quy sao chu nhược mai hỏi không phải lê uy long nói một cách yếu ớt không phải là được rồi còn không mau đi múc nước tới đây Chu Nhược Mai nói: "Được rồi, Lệ Uy Long cũng là không có cách nào khác, chỉ đành phải đi lấy nước nóng cho Chu Nhược Mai." Một lúc sau, Lệ Uy Long đổ đầy một chậu nước nóng và đưa đến dưới chân Chu Nhược Mai. Chu Nhược Mai lập tức cởi giày và tất của mình ra, sau đó để cho Lệ Uy Long rửa chân cho cô. Lệ Uy Long đã đặt cược thì phải chấp nhận thua, vì vậy anh chỉ đành phải ngồi xổm xuống và rửa chân cho Chu Nhược Mai. Đây là lần đầu tiên Lê Uy Long rửa chân cho Chu Nhược Mai, sau khi rửa xong, anh mới phát hiện ra chân của Chu Nhược Mai thật sự rất đẹp. Thon dài, mảnh mai, trắng nón, quả thực hoàn hảo không tì vết đích giống như một tác phẩm của nghệ thuật vậy. Ừm, Chu Nhược Mai cuối cùng cũng được tỏa nguyện vọng để Lê Uy Long rửa chân cho mình, cô dựa lưng vào ghế sofa, thoải mái mà rên lên một tiếng. Chương 319 chỉ với một ván cờ tàn của cửa đá thì có thể khó đến mức nào. Chu Nhược Mai nhìn thấy Lệ Uy Long vẫn đang giữ lấy chân mình mà si mê ngắm nhìn, cô cũng không biết anh đang nghĩ gì, liền nói: "Anh nhìn cái gì vậy? Bộ chưa thấy qua chân của em sao?" Lệ Uy Long nhất thời hoàn hồn lại, lúng túng nói: "Anh đã từng nhìn thấy qua, nhưng bình thường không để ý tới, cho đến bây giờ mới phát hiện ra chân của em quá đẹp đi, thật đúng là một đôi chân tuyệt mỹ." Chu Nhược Mai nghe được lời khen ngợi của Lệ Uy Long, trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào nhưng cô lại giả vờ ra bộ dạng tức giận nói đừng nghĩ rằng anh nói mấy câu nịnh nọt là không cần phải rửa chân cho em nữa nhé anh đừng nhìn nữa mau rửa đi ồ được rồi lê uy long lắc đầu gạt đi những suy nghĩ không trong sạch đó sau đó tập trung rửa chân cho chu nhược mai anh cảm thấy mình đường đường là một hộ soái bảo vệ nếu như bị một đôi chân mê hoặc đến thần hồn biên đảo thì cũng thật không ra trò chống gì vì vậy tiếp theo đó anh không suy nghĩ lung tung nữa mà toàn tâm toàn ý rửa chân cho Chu Nhược Mai. Lúc này, tại tập đoàn Vương Lôi, một ông cụ khoảng hơn 60 tuổi với bộ dâu dê bước vào trong văn phòng chủ tịch dưới sự bao vây của một đoàn người. Dóc nhìn thấy ông cụ này đi tới, vội vàng đứng dậy đón chào, ông Quốc Minh, ông cuối cùng cũng đến rồi, mau mời ngồi. Ông cụ này tên là Tôn Quốc Tài, chính là cờ tướng đại sư của Đông Quốc phái tới. Tôn Quốc Tài vốn là người Long Quốc, tinh thông cờ tướng của Long Quốc, vào năm ông ta 30 tuổi từng giành được quán quân của cuộc thi tranh bá vua cờ tướng và là vua cờ bậc nhất của Long Quốc lúc bấy giờ. Sau đó, ông ta nhập cư đến Đông Quốc, trở thành công dân của Đông Quốc, cống hiến sức lực cho Đông Quốc và chuyên làm công việc nghiên cứu về cờ tướng. Ngay khi Tôn Quốc Tài vừa ngồi xuống, lập tức có người đến rót trà cho ông ta. Sau khi nhấp một ngụm trà, Tôn Quốc Tài liền nói, ông rót, ván cờ tàn trên cửa đá để ở đâu vậy? Mau đưa tôi đến hiện trường phá giải đi ông quốc minh đã nghĩ ra phương pháp phá giải rồi sao? Sóc hỏi. Vớ vẩn, tôi đã nghiên cứu cờ tướng của Long Quốc hơn mấy chục năm rồi, ván cờ tàn gì mà tôi chưa bắt gặp qua? Chỉ với một ván cờ tàn của cửa đá thì có thể khó đến mức nào? Đây chỉ là một việc còn con mà thôi, Tôn Quốc Tài nói một cách rất là ngạo mạn. Được, vậy thật sự là quá tốt rồi, chỉ cần ông Quốc Minh có thể phá giải được ván cờ tàn này, thì chính là đã lập được công lớn cho Đông Quốc của chúng tôi. Gióc nói một cách hưng phấn. Đương nhiên là ông ta tin tưởng lời nói của Tôn Quốc Tài, dù sao Tôn Quốc Tài ở 30 năm trước chính là cờ vua bậc nhất của Long Quốc, sau này ông ta còn vẫn luôn bắt tay vào công việc nghiên cứu cờ tướng ở Đông Quốc, nếu ngay cả ông ta cũng không thể phá giải nó thì không ai trên thế giới này có thể phá giải được nữa. Mau đưa tôi đến hiện trường đi, sau khi phá giải xong ván cờ tàn này tôi còn phải lập tức bay về Đông Quốc. Nơi ở Long Quốc quá tệ đi, tôi không muốn ở đây quá lâu đâu tôn quốc tài nói ông quốc minh cũng đừng vội quá bây giờ vẫn còn sớm để tôi bày tiệc tiếp đãi ông ăn một bữa cơm đã rồi chúng ta sẽ đi phá giải ván cờ đó vào lúc nửa đêm chỉ cần đêm nay chúng ta có thể phá giải được ván cờ này ngày mai ông liền có thể quay trở về đông quốc sóc nói được rồi vậy dùng bữa trước đi tôn quốc tài cũng biết ván cờ tàn này có liên quan đến kho tàng của long quốc nên nhất định phải bí mật tiến hành vào lúc nửa đêm thế nên cũng không vội nữa vì thế, sau khi dọc uống trà với tôn quốc tài được một lúc, rồi mới đưa ông ta đến khách sạn để ăn cơm. Sau khi Lê Uy Long rửa chân cho Chu Nhược Mai xong, vì không muốn để Chu Nhược Mai tiếp tục suy nghĩ đến ván cờ tàn đó nữa, nên anh bật tivi và cho cô xem một bộ phim truyền hình cổ trang. Lê Uy Long cũng không có gì để làm, nên anh cũng ở bên cạnh xem tivi với Chu Nhược Mai. Hai người họ xem tivi đến tận 11 giờ tối, mới cùng nhau trở về phòng tắm rửa rồi lên giường ngủ. Vào lúc 1 giờ sáng, dốc đích thân ra ngoài dẫn dắt tôn quốc tài và đội ngũ của Harry đến núi hồ Sơn. chương 320 bọ ngựa bắt phe, chim sẻ trực sẵn. Bởi vì chỉ cần tôn quốc tài phá giải được ván cờ tàn này, thì sẽ có thể mở được cửa đá và lấy được kho báu ở bên trong, cho nên dốc nhất định phải đích thân đi theo. Hơn nữa, ông ta còn yêu cầu đội ngũ của Harry dốc hết toàn bộ lực lượng, gọi hơn 200 binh lính đánh thuê, toàn bộ cùng nhau đi tới núi hồ Sơn bởi vì không biết rõ bên trong có bao nhiêu kho báu, nếu như bên trong có quá nhiều kho báu, thì nhất định phải có người đến khuôn vác, cho nên yêu cầu tất cả binh lính đánh thuê này đều phải đi theo. Hơn nữa, một khi kho tàng xuất hiện, thì rất có thể sẽ khiến cho các thế lực khác tiến đến tranh đoạt, cho nên nhất định phải dốc hết toàn bộ lực lượng binh lính đánh thuê chuẩn bị tốt lực lượng chiến đấu mới được. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, về việc có thể lấy được kho báu hay không còn phải phụ thuộc vào tôn quốc tài có thể phá giải được ván cờ tàn của cửa đá hay không nữa. Sau khi cả đoàn người lặng lẽ lái xe đến núi Hồ Sơn, thì lần lượt dùng dây thừng leo xuống dưới hang động. Chờ đến khi tất cả đội ngũ đều đi xuống đến bên dưới hang động, rồi mới chiếu đèn pin dọc theo đường đi đến phía cửa đá. Lệ Uy Long vừa mới ngủ say chưa được bao lâu, thì điện thoại đột nhiên vang lên, vì để tránh cho Chu Nhược Mai bị đánh thức, nên anh vội vàng nhấn nút trả lời. Là Thiên Thành gọi điện thoại đến anh Thiên thật ngại quá muộn như vậy rồi còn gọi điện thoại đến quấy rầy anh chủ yếu là bởi vì có tình huống khẩn cấp cần phải báo với anh Thiên Thành nói Lệ Uy Long nhìn sang Chu Nhược Mai đang ngủ say trên giường thấy cô vẫn còn đang ngủ say nên anh cũng không định ra ngoài trực tiếp nói chuyện với Thiên Thành ở trong phòng đừng nói nhảm nữa có chuyện gì khẩn cấp lúc nãy chúng tôi theo dõi thấy Gióc đích Thân đi ra ngoài và dẫn theo một ông cụ đến núi Hồ Sơn. Hơn nữa, có hơn 200 binh lính đánh thuê ẩn ngầm trong tập đoàn Vương Lôi cũng được huy động toàn bộ lực lượng đến núi Hồ Sơn." Thiên Thành nói. "Ông cụ đó là ai?" Lê Uy Long hỏi. "Chúng tôi cũng điều tra ra được thân phận của ông cụ đó rồi, ông ta mới đi máy bay từ Đông Quốc đến Đà Lạt vào tối nay. Tên của ông ta là Tôn Quốc Tài, ông ta từng là vua cờ bậc nhất của Long Quốc, sau đó nhập cư vào quốc tịch Đông Quốc, chuyên bắt tay vào công việc nghiên cứu cờ tướng ở Đông Quốc." Thiên Thành nói không còn nghi ngờ gì nữa bọn họ là từ đông quốc điều một cao thủ cờ tướng như tôn quốc tài đến đây chính là muốn để ông ta phá giải ván cờ tàn trên cửa đá ở vùng đất kho báu rồi lê uy long nói đúng vậy một khi tôn quốc tài phá giải được ván cờ tàn trên cửa đá thì kho báu dưới núi hổ sơn sẽ rơi vào tay bọn họ bây giờ chúng ta phải làm gì đây anh thiên xin anh hãy chỉ thị thiên thành hỏi chúng ta hãy chờ thời cơ hành động trước đừng vội bứt mây động rừng lê uy long nói nhưng mà tôi lo lắng nếu chúng ta đến muộn kho báu sẽ bị bọn họ phá hủy mất thiên thành nói nếu đó đã là kho báu thì bọn họ khẳng định sẽ biết trân trọng sẽ không dễ dàng phá hủy đâu nếu như bọn họ thực sự có thể lấy được kho báu thì đợi khi bọn họ từ trong hang động đi ra chúng ta sẽ đem bọn họ tiêu diệt chiếm lại kho báu lê uy long nói đến lúc đó giao đấu với nhau khó tránh khỏi sẽ có một trận chiến khốc liệt và kho báu cũng sẽ bị phá hủy trong trận chiến mất. Thiên Thành nói, những lời anh nói cũng đều có lý, nhưng bây giờ chị dâu của anh không thể phá giải được ván cờ tàn này, chỉ có thể chờ tôn quốc tài đi phá giải nó thử xem thế nào. Lê Uy Long nói, chị dâu thân là vua cờ trẻ tuổi của Long Quốc, thế nhưng cũng không thể phá giải được ván cờ tàn này sao? Thiên Thành có chút ngạc nhiên hỏi, đúng vậy, trong đêm hôm nay tôi đã yêu cầu cô ấy thử phá giải nó, nhưng ngay cả cô ấy còn thiếu chút nữa bị ván cờ tàn này làm cho tẩu hỏa nhập ma lê uy long nói nếu nói như thế thì ván cờ tàn này cũng thật là quá quỷ dị đi tôn quốc tài cũng không nhất định có thể phá giải được thiên thành nói ừ cho nên tôi mới muốn cho tôn quốc tài đi thử một chút dù sao ông ấy cũng là một vua cờ có kinh nghiệm vẫn luôn nghiên cứu về cờ tướng nếu như tôn quốc tài thật sự có thể phá giải thì cũng tương đương với việc là giúp chúng ta phá giải thôi bọ ngựa bắt phe chim sẻ trực sẵn, những kho báu này đến cuối cùng cũng đều là chúng ta. Lê Uy Long nói, chương 321 anh thật sự không có nói chuyện điện thoại với người phụ nữ khác. Được, vậy chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi. Thiên Thành nói, ừ, nếu có hình hình gì, lập tức báo cáo lại cho tôi. Lê Uy Long nói, được thôi, Thiên Thành nói. Sau khi cúp điện thoại, Lê Uy Long cảm thấy sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra một trận chiến lớn, mà binh lực của phía bên mình còn chưa đủ, lỡ như bắt đầu khởi chiến, thì dù có thể tiêu diệt hết những binh lính đánh thuê đó, thì phía bên mình cũng sẽ bị thương vong nặng nề. Nếu muốn giảm bớt thương vong, thì nhất định phải có ưu thế tuyệt đối về binh lực. Chỉ cần binh lực chiếm được ưu thế áp đảo đối phương, mới có thể giảm được thương vong, thậm chí là không thương vong và quét sạch kẻ địch. Vì thế, anh lập tức gọi một cuộc điện thoại cho Minh Hải, trưởng quan chiến vực khu phía nam lần trước khi bắt được trương minh hào minh hải từng gọi điện cho lê uy long vào lúc nửa đêm cho nên lê uy long đã lưu sẵn số điện thoại của minh hải vào trong điện thoại minh hải lúc nửa đêm nhận được cuộc gọi của lê uy long anh ta nhất thời cả kinh vội vàng bước xuống giường đứng nghiêm nói hộ soái muộn thế này rồi anh gọi điện đến là có chỉ thị gì sao hiện tại đà lạt đang có một nhóm binh lính đánh thuê từ quốc gia khác bí mật đóng quân vào đây lê uy long nói Cư nhiên lại có binh lính đánh thuê tiềm nhập vào Đà Lạt sao? Minh Hải vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, bọn họ bí mật đóng quân ở tập đoàn Vương Lôi, ý đồ đánh cắp kho báu dưới núi Hồ Sơn. Lê Uy Long nói. Dưới núi Hồ Sơn thật sự có kho báu sao? Minh Hải lại lần nữa kinh ngạc. Đúng vậy, bây giờ bọn họ đã đến núi Hồ Sơn để bắt đầu đánh cắp kho báu, phía bên anh hãy chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Lê Uy Long nói. Vâng minh hải biết tình huống nghiêm trọng lập tức nhận lệnh hiện tại bọn họ vẫn chưa mở được cơ quan của khu đất kho báu tình hình còn chưa rõ đợi khi tôi ra lệnh anh sẽ lập tức điều máy bay chiến đấu đồng thời không vận binh sĩ nhảy dù xuống núi hồ sơn tiêu diệt kẻ địch lê uy long nói vâng minh hải nói lê uy long dặn dò xong liền cúp máy điện thoại sở dĩ anh gọi điện thoại cho minh hải là để anh ta có tâm lý chuẩn bị trước để tránh đến lúc đó tình huống khẩn cấp phía bên anh ta còn chưa chuẩn bị xong, binh lính coi trọng ở chỗ thần tốc, đôi khi một vài giây chậm trễ đều có thể gây ra thương vong nặng nề. Lúc nãy anh lấm la lấm lét nói chuyện điện thoại với ai vậy? Lúc này trong bóng đêm đột nhiên vang lên giọng nói của Chu Nhược Mai. Lệ uy long nhất thời cả kinh, lòng thầm nghĩ tiêu rồi tiêu rồi. Lúc nãy anh nói những chuyện cơ mật đó với Thiên Thành sẽ không bị cô nghe thấy hết rồi chứ? Nếu như bị cô nghe thấy chẳng phải là cô sẽ biết được thân phận thật sự của mình rồi sao? Sư Hân, sao em lại tỉnh dậy rồi? Lê Uy Long không có trả lời câu hỏi của Chu Nhược Mai, mà hỏi ngược lại cô. Em bị anh đánh thức, anh mau khai thật đi, vừa rồi anh nói chuyện điện thoại với ai? Chu Nhược Mai bật đèn lên tiếng tra hỏi. Anh không nói chuyện với ai cả. Lê Uy Long không muốn nói cho Chu Nhược Mai biết là lúc nãy mình vừa ra lệnh cho một nhân vật làm mưa làm gió tiếng tăm lừng lẫy như Minh Hải lúc nãy em rõ ràng nghe được rồi anh thì thầm nói chuyện với ai anh đừng hòng lừa em nữa mau nói đi đêm hôm khuya khoát thế này anh không phải là đi vụng trộm nói chuyện riêng với người đẹp nào đó chứ chu nhược mai đột nhiên nổi tính ghen tuông vừa rồi mơ mơ màng màng cô cũng không nghe rõ được rốt cuộc lê uy long đang nói chuyện điện thoại với ai đợi đến khi mình hoàn toàn bừng tỉnh lại thì lê uy long đã cúp điện thoại rồi cho nên phản ứng đầu tiên của cô chính là Lê Uy Long đang lén lút nói chuyện điện thoại với người phụ nữ khác. Nếu không tại sao mình vừa tỉnh lại anh lại vội vàng cúp điện thoại? "Vợ à, anh oan uổng mà, anh thật sự không có nói chuyện điện thoại với người phụ nữ khác." Lê Uy Long kêu rên nói, trong lòng thầm nghĩ sau này anh sẽ không bao giờ nói chuyện cơ mật với đám người Thiên Thành và Minh Hải khi còn ở bên cạnh Chu Nhược Mai nữa, cho dù Chu Nhược Mai có đang ngủ say cũng không an toàn nhìn thấy Chu Nhược Mai cho rằng mình đang nói chuyện điện thoại với người phụ nữ khác, Lê Uy Long biết được vừa rồi cô không hề nghe thấy nội dung trò chuyện giữa mình với Thiên Thành và Minh Hải, trong lòng cuối cùng cũng bình tĩnh được một chút. Chương 322 chỉ cần làm theo hướng dẫn của tôi là được. Em không tin, anh mau đưa điện thoại của anh đến đây cho em xem lịch sử cuộc gọi của anh đi. Chu Nhược Mai mệnh lệnh nói. Vợ à, sao đêm nay em lại nổi tính ghen tuông vậy? Đây là lần đầu tiên Lê Uy Long bị Chu Nhược Mai kiểm tra điện thoại di động, cho nên có chút kỳ lạ, trước đây cô sẽ không quan tâm đến chuyện của mình như vậy. Gần đây anh có chút oai phong rồi, cũng khá được lòng phụ nữ. Đương nhiên em phải trông chừng anh nghiêm khắc hơn rồi, Chu Nhược Mai nói. Lê Uy Long không còn cách nào khác, chỉ đành đưa điện thoại di động của mình cho Chu Nhược Mai. Chu Nhược Mai nhận lấy điện thoại của Lê Uy Long, vừa nhìn đầu tiên là thấy Thiên Thành gọi điện thoại cho anh trước sau đó anh lại gọi một cuộc điện thoại cho minh hải em nhìn thấy rồi đó anh đều là nói chuyện điện thoại với đàn ông cả không có nói chuyện gì với người phụ nữ khác bây giờ em nên tin anh rồi chứ lê uy long nói muộn thế này rồi thiên thành còn gọi điện thoại đến cho anh là có chuyện gì vậy chu nhược mai hỏi anh ấy nói anh ấy không ngủ được và muốn rủ anh đi nhậu nhưng anh từ chối rồi lê uy long bịa ra một lời nói dối vậy muộn như vậy rồi anh còn gọi điện thoại cho Minh Hải để làm gì? Chu Nhược Mai lại hỏi. Anh bị Thiên Thành đánh thức, ngủ không được nữa, nên mới gọi điện thoại cho Minh Hải, cùng anh ta tán gẫu hai câu. Lê Uy Long nói. Minh Hải người ta là trưởng quan chiến vực oai phong lẫy lừng ở khu phía Nam, anh đêm hôm khuya khoát gọi điện thoại đến quấy giày người ta nghỉ ngơi thật không có lễ phép. Người ta bận trăm công ngàn việc, khó có thời gian nghỉ ngơi, anh lại gọi điện thoại đến đánh thức người ta, anh có biết suy nghĩ không vậy? Chu Nhược Mai nói, lời em nói cũng có đạo lý, lần sau anh cũng sẽ không nửa đêm đi gọi điện thoại đến quấy rầy người ta nữa. Lệ Uy Long nói, Chu Nhược Mai biết được Lệ Uy Long không có nói chuyện với người phụ nữ khác, sau khi dăn dậy anh vài câu, liền trả lại điện thoại cho anh và đi ngủ tiếp. Lúc này, trong hang động của núi Hồ Sơn, Jock, Tôn Quốc Tài và Harry cùng với những người lính đánh thuê đều đã đến trước cửa đá. Ông Quốc Minh, chính là ván cờ tàn này, ông mau chóng giúp chúng tôi phá giải ván cờ tàn này đi. Sóc nói, Tôn Quốc Tài đứng ở trước cửa đá nhìn chằm chằm vào ván cờ tàn một lúc lâu, sau khi xác nhận được giống hệt như trong bức ảnh, ông ta mới nói, được rồi, bây giờ tôi sẽ phá giải nó cho các người xem. Trước khi ông ta đến Long Quốc, thì đã tìm ra cách phá giải nó rồi, cho nên bây giờ không cần phải suy nghĩ nhiều về vấn đề này nữa. Được thôi, vậy làm phiền ông Quốc Minh rồi. Sóc nói. Tôn Quốc Tài cũng không nhiều lời nữa, mà lập tức tiến lên phía trước, dùng tay đẩy quân cờ bên đỏ. Thế nhưng, bất luận ông ta có dùng sức đẩy như thế nào, thì quân cờ đó vẫn không hề nhúc nhích tí nào. Quân cờ được hút hơi từ lực vào cửa đá, Tôn Quốc Tài đã là một ông già ngoài 60 tuổi, tay chói gà không chặt, căn bản không thể di chuyển quân cờ phía trên đó được. Tôi không thể di chuyển những quân cờ này, tìm người giúp tôi đẩy nó đi, chỉ cần làm theo hướng dẫn của tôi là được. Tôn Quốc Tài nói. Harry, tìm một người mạnh một chút để giúp ông Quốc Minh bày ván cờ. Jock nói với Harry. Được, Harry lập tức chọn lựa một lính đánh thuê có thân thể cường tráng để giúp đẩy cờ. Đợi đến khi lính đánh thuê đó đứng trước cửa đá, Tôn Quốc Tài mới nói, bước đầu tiên, xe 3 bình 6. chương 323 cuộc đối chiến giữa người và máy tính. Ông nói cái gì, người lính đánh thuê phụ trách đẩy cờ ngơ ngác trước lời nói của Tôn Quốc Tài. Tôi nói xe ba bình sáu, Tôn Quốc Tài nói. Cái gì xe ba bình sáu không hiểu ra sao cả, ông có thể nói tiếng người không? Người lính đánh thuê nói. Tôn Quốc Tài vô cùng tức giận nói, cậu nghe không hiểu tiếng người sao? Xe ba bình sáu chính là xe ba bình sáu đó, những thuật ngữ chuyên môn đơn giản như vậy, cậu còn nghe không hiểu được hả? Tôi chỉ là một binh lính đánh thuê chỉ biết đánh trận, làm sao tôi có thể hiểu được những thuật ngữ chuyên môn của cờ tướng chứ? Nói cách khác, nếu tôi nói thuật ngữ chuyên môn của chiến tranh ông có thể nghe hiểu được không người lính đánh thuê phản bác nói tôn quốc tài bị nói đến giận dữ chừng mắt lên gần như sắp muốn bùng phát ông ta là một đại sư cờ tướng được người người kính trọng chưa từng bị người ăn nói thiếu tôn trọng đến như vậy mà tên lính đánh thuê đó chỉ là một kẻ thô thiển chỉ biết giết người mà thôi vì vậy anh ta mới không quan tâm mà đối xử kính trọng với một người đại sư cờ tướng như tôn quốc tài Jock nhìn thấy còn chưa bắt đầu phá giải ván cờ nữa, mà tôn quốc tài đã xảy ra mâu thuẫn với tên lính đánh thuê, vội vàng đứng ra hòa giải, được rồi, các người đừng nói chuyện nữa. Ông Quốc Minh, cậu ta không hiểu cách chơi cờ tướng, ông cũng đừng chấp nhận với cậu ta nữa, hay là như vậy đi, ông dùng đèn pin chiếu vào quân cờ, ông muốn cậu ta đặt quân cờ ở đâu, thì ông cứ dọi vào vị trí đó là được. Tôn quốc tài cũng biết rằng đối phương không hiểu thuật ngữ chuyên môn của cờ tướng, nên ông ta cũng không muốn chơi trò đàn gảy tai châu nữa, chỉ đành phải nói, được thôi, chỉ có thể như vậy rồi. Vì thế, Tôn Quốc Tài liền lấy đèn pin từ trong tay rót dọi vào cái xe bên đỏ đó, nói, đem cái xe này chuyển tới nơi này đi. Người lính đánh thuê kia liền dùng sức di chuyển cái xe đó đến vị trí mà Tôn Quốc Tài đã chiếu sáng bằng đèn pin. Những quân cờ này không biết đã để ở đây được mấy ngàn năm rồi, sức lực của người lính đánh thuê tuy lớn, nhưng muốn di chuyển quân cờ thì cũng phải tốn rất nhiều công sức, mới có thể di chuyển được. Bốp, khi người lính đánh thuê di chuyển cái xe của bên đỏ đến vị trí mà Tôn Quốc Tài chỉ đến, thì đột ngột có một tiếng động lớn vang lên, tất cả mọi người đều kinh hãi. Đợi đến khi họ bình tĩnh nhìn lại, thì chỉ thấy pháo bên đen đã tự động bay qua pháo đài, hạ gục một trong những tên lính bên đỏ. Người lính bị hạ gục tự động bị nhấn chìm vào trong cửa đá. Cho đến lúc này, mọi người mới biết rằng bên đen sẽ di chuyển quân cờ một cách tự động, giống như cuộc đối chiến giữa người và máy tính vậy. Cái thiên cổ cục này, hiện tại đã đi được bước đầu tiên, khiến tất cả mọi người đều không khỏi bắt đầu hồi hộp. Kế tiếp, người lính đánh thuê đó liên tục di chuyển quân cờ đến vị trí mà Tôn Quốc Tài chỉ đến. Sau khi chơi được 5-6 bước cờ, tên lính đánh thuê này đã mệt đến mặt vã đầy mồ hôi. Theo số bước càng tăng lên, tình hình của bên đỏ cũng ngày càng trở nên gay gắt hơn. Tôn Quốc Tài cũng bắt đầu toát đầy mồ hôi hột, bởi vì ông ta phát hiện rằng ván cờ này biến hóa thất thường, bên đen căn bản không đi như chiều hướng ông ta mong đợi trước đó. Cho tới bây giờ, ông ta mới biết rằng mình đã khinh địch, đánh giá thấp ván cờ này rồi. Jock, Harry và những người lính đánh thuê nhìn thấy Tôn Quốc Tài đã toát đầy mồ hôi, thì đã biết được tình hình không ổn rồi, nhưng lại không dám lên tiếng quấy rầy ông ta, chỉ có thể để ông ta chơi liều một phen. Sau nước cờ thứ 10, bên đen lại thực hiện một nước đi kỳ diệu mà tôn quốc tài không ngờ tới được, tình thế đột một thay đổi, bên đỏ đang ở trong tình cảnh nguy hiểm. Tôn quốc tài bị làm cho hỗn loạn, nhất thời mờ mịt. Hiện tại ông ta đã không thể nghĩ ra được cách phá giải nào nữa rồi, chỉ có thể tùy tiện đi nước tiếp theo thử vận may mà thôi. Vì vậy, ông ta bèn dùng đèn pin dọi vào một con ngựa ở bên đỏ để người lính đánh thuê đó di chuyển con ngựa đến vị trí mà ông ta chỉ định chương 324 rốt cuộc ông có khả năng phá giải ván cờ này không? Theo chỉ thị của Tôn Quốc Tài, người lính đánh thuê dùng sức di chuyển con ngựa đến vị trí chỉ định. Ngay khi con ngựa vừa đáp xuống vị trí chỉ định, con ngựa của bên đen lập tức lao tới trực tiếp xiết sạch bên đỏ. Cùng lúc đó, một điều khiến người khó tin đã xảy ra. Khi bên đen sắp xiết sạch bên đỏ, thì trong cửa đá đột nhiên xuất hiện một khe hở hướng ngang, một bóng đao ảnh xẹt qua không trung, nhanh chóng quét ngang qua bầu trời trực tiếp đem người lính đánh thuê đang đứng trước cửa đá đánh cờ thay cho tôn quốc tải chém ngang ra làm đôi cảnh tượng quỷ dị như vậy khiến tất cả mọi người có mặt tại đây đều cực kỳ sợ hãi con dao lớn đó bỗng chợt vụt qua rồi lại biến mất sau khi chém người lính đánh thuê đứng trước cửa đá rồi lập tức trở nên vô hình thu vào phía trong cánh cửa khe hở hướng ngang trên cửa đá cũng ngay lập tức được đóng lại đao ảnh quá nhanh người lính đánh thuê kia một chút phản ứng đều không có thì đã bị chém ngang ra thành hai khúc ầm um, lúc này nửa thân trên của người lính đánh thuê đó đã đổ rầm ngã xuống đất máu tươi từ phần bên hông bị chặt của cậu ta tuôn trào ra ngoài một lúc sau nửa người dưới của cậu ta cũng ngã rơi xuống đất nhìn thấy tình cảnh kinh hãi như vậy tất cả mọi người lại có một phen hoảng sợ thất sắc cho đến lúc này bọn họ mới biết được rằng trong cửa đá này có bảy trí ám khí nếu bên đỏ thất bại, người đứng trước cửa đá thay mặt bên đỏ để phá giải ván cờ này sẽ bị ám khí giết chết. Khuôn mặt của tôn quốc tài lúc này đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, người ra như phóng rồi. Nếu như lúc nãy không phải vì ông ta không đẩy được quân cờ mà nhờ người lính đánh thuê đánh cờ thay cho mình, thì bây giờ người bị chém chết sẽ chính là mình. Người lính đánh thuê đó bởi vì chơi cờ thay cho tôn quốc tài, vì thế nên cậu ta mới trở thành kẻ chết thay cho tôn quốc tài. Những người lính đánh thuê không được gọi đánh cờ thay cho Tôn Quốc Tài bây giờ đang thầm mừng rỡ trong lòng, may mà mình không bị gọi ra làm người đánh cờ, nếu không bây giờ mình đã trở thành hai khúc thi thể rồi. Lúc này, ván cờ trong cửa đá lại tự động được khôi phục, các quân cờ bị ẩn xuống lại xuất hiện trở lại, khôi phục thành ván cờ tàn như lúc ban đầu. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều hiểu ra rằng chỉ cần phá giải không thành công, thì sau khi người phá giải ván cờ bị giết, ván cờ sẽ tiếp tục khôi phục, bắt đầu lại từ đầu. Ông Quốc Minh, không phải ông nói rằng ông đã tìm ra phương pháp phá giải rồi sao? Tại sao mới được 10 nước đi lại thất bại rồi?" Dốc thất vọng nói. Tôn Quốc Tài định thần lại, lau mồ hôi nói, "Ván cờ này quá quái dị, trước đây là tôi đã sơ ý khinh địch rồi, tôi cần phải suy nghĩ kỹ lại." "Sự sơ ý khinh địch của ông đã hại chết một người thuộc hạ của tôi. Rốt cuộc ông có khả năng phá giải ván cờ này không?" Harry giận dữ chất vấn hỏi. Lúc nãy người bị ám khí chém chết là vị chiến tướng đắc lực của hắn, nhưng lại bởi vì sự ngạo mạn của Tôn Quốc Tài mà bị giết chết, hắn làm sao có thể không tức giận. Nếu ngay cả tôi cũng không thể phá giải được ván cờ tàn này, thì tôi dám khẳng định trên đời này không ai có thể phá giải nó được nữa. Tôn Quốc Tài vẫn có chút ngạo mạn nói. Vậy ông mau nghĩ phương pháp phá giải đi, lần này ông nhất định phải suy nghĩ kỹ rồi mới đi hành động. Dốc rất muốn mở cửa đá, lấy kho báu bên trong. Đương nhiên là ông ta sẽ không dễ dàng từ bỏ, cho nên ông ta mới cho Tôn Quốc Tài thêm một cơ hội thử lại lần nữa. Sau khi tốn không biết bao nhiêu nhân lực và tài chính để đoạt lấy kho báu này, giờ đây kho báu đã ở ngay trước mặt mình, chỉ cách một ngưỡng cửa, tất nhiên Rourke sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, dù sao thì cũng chỉ tổn thất một chút ít binh lính đánh thuê. Nếu chết đi mấy binh lính đánh thuê mà có thể lấy được những kho báu này, vậy cũng rất xứng đáng. Được rồi, các người đừng nói chuyện nữa. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về phương pháp phá giải." Tôn Quốc Tài nói xong, liền nhìn chằm chằm vào ván cờ tàn trên cánh cửa đá, bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ. Tại đây tôi muốn giới thiệu với các bạn một cuốn sách hay thế hệ giàu có thần bí do một người bạn học cũ của tôi viết, đây là một bài văn vô cùng đặc sắc về nông thôn. Tôi và tác giả của cuốn sách Đức Ca là tôi này là học cùng trường và còn là bạn cùng lớp. Mời mọi người hãy tìm xem có thể tìm thấy cuốn sách này bằng cách tìm kiếm tên sách hoặc tên tác giả cũng đều được. Chương 325 phần thưởng hậu hĩnh. Khi mọi người nhìn thấy Tôn Quốc Tài bắt đầu suy nghĩ về phương pháp phá giải thì tất cả đều yên tĩnh lại, không làm phiền ông ta nữa. Những người lính đánh thuê đó nhìn thi thể bị chém nát thành hai khúc của đồng bọn trên mặt đất, trong lòng đều bắt đầu lo lắng rằng mình sẽ được gọi lên để chơi cờ thay cho Tôn Quốc Tài. Tôn Quốc Tài ngẫm nghĩ khoảng hơn nửa tiếng, cảm thấy rằng vấn đề trước đó của mình là ở nước thứ 8. Nước thứ 8 trước đó là binh 5 tiến 1, hiện tại ông ta cảm thấy nên đổi thành binh 5 bình 6 mới đúng. Chỉ cần binh 5 bình 6 là có thể chặn được con ngựa bên đen, không để cho con ngựa bên đen tiến về phía trước. Cứ như vậy, con ngựa của bên đen sẽ bị buộc phải rút lui về phía sau, làm suy yếu đi sức tấn công của bên đen và cho bên đỏ có thời gian nghỉ ngơi. Nghĩ đến đây, Tôn Quốc Tài tự tin nói, có rồi tôi đã nghĩ ra một nước cờ tuyệt thế, ván cờ tàn này có thể phá giải rồi. Ông chỉ mới nghĩ ra được một nước cờ tuyệt thế thì đã có thể phá giải được ván cờ này rồi sao? Harry có chút không tin hỏi. Bởi vì tôn quốc tài không có sức đẩy quân cờ, nếu muốn tiếp tục phá giải ván cờ tàn này, thì nhất định phải dùng đến thuộc hạ của mình, cho nên hắn càng phải thận trọng hơn, không thể lấy tính mạng của thuộc hạ mình ra đùa dẫn được. Đương nhiên, nước cờ này đủ có thể xoay chuyển tình thế, thay đổi cục diện, chuyển bại thành thắng. Tôn Quốc Tài nói một cách vô cùng tự tin. Vậy thì mau thử đi, rốt một lòng chỉ muốn lấy được kho báu bên trong, chỉ cần Tôn Quốc Tài nghĩ ra được cách, ông ta cũng sẽ thử. Nếu không thử thì làm sao có thể biết được có được hay không chứ? Nhưng tôi không thể đẩy được những quân cờ này, còn phải nhờ đến các cậu cử một người có lực khỏe để giúp tôi đẩy quân cờ mới được." Tôn Quốc Tài nói, ông ta đã biết được cửa đá có ám khí, cho dù ông ta có thể đẩy được quân cờ thì cũng sẽ không tự mình đi mạo hiểm được, huống hồ là ông ta thật sự không có sức để đẩy quân cờ. Harry, phiền anh hãy phái thêm một thuộc hạ giúp ông quốc minh đẩy quân cờ đi. Jock nói, Harry là tay sai của người ta, không thể không tuân theo mệnh lệnh của Jock, nên chỉ đành phải nói với đám người thuộc hạ của mình, các anh em, ai sung phong đứng ra chơi cờ thay cho ông quốc minh. Khi đám lính đánh thuê nghe thấy câu hỏi của Harry, tất cả vẻ mặt của bọn họ đều thay đổi rõ rệt, người nào người nấy đều nơm nấp lo sợ bất giác lùi lại về phía sau mấy bước cúi đầu không dám nhìn harry chỉ cần phá giải không thành công thì ván cờ sẽ lập tức dẫn đến tai họa chết người ai dám đứng ra phía trước thay mặt cho một ông cụ như tôn quốc tài chơi cờ chứ bọn họ đều không mốc và cũng sẽ không làm kẻ chết thay nữa harry thấy không ai tình nguyện đứng ra bèn nói với jock ông william không ai trong số thuộc hạ của tôi bằng lòng chơi cờ thay cho ông quốc minh nữa rồi như vậy đi, ai bằng lòng thay thế cho ông Quốc Minh chơi cờ, thì tôi sẽ thưởng 17 tỷ 500 triệu đồng. Sóc nói, những người lính đánh thuê này đều là làm vì tiền, ông ta biết dưới phần thưởng hậu hĩnh này nhất định sẽ có người dũng cảm đứng ra, cho nên chỉ có thể dùng tiền để đả động bọn họ. Chỉ cần có thể thành công mở ra được cửa đá, lấy được những kho báu có giá trị liên thành bên trong, chỉ với 17 tỷ 500 triệu đồng, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi. Quả nhiên, những người lính đánh thuê nghe được chỉ cần thay thế tôn quốc tài chơi một ván cờ thì có thể lấy được 17 tỷ 500 triệu đồng, liền bắt đầu sao động. Bọn họ đều không hoài nghi về tài lực của Jock, đó là nhân vật đại diện của tập đoàn tài chính Đông Quốc. Chỉ cần bọn họ chịu chơi cờ thay cho tôn quốc tài, 17 tỷ 500 triệu đồng ông ta nhất định sẽ đưa cho bọn họ. Tôi làm cho, lúc này, cuối cùng một người lính đánh thuê có sức khỏe cường tráng cũng chịu sung phong bước ra chính cái gọi là con người chết vì tiền và chim chết vì thức ăn. Dưới phần thưởng hậu hĩnh thì đã thực sự có người dũng cảm đứng ra. Hầu hết những người lính đánh thuê này đều là những cựu chiến binh giải ngũ không sợ chết cả, sở dĩ bọn họ làm lính đánh thuê đều là muốn liều mạng để kiếm tiền. Được, vậy thì cậu nhanh chóng bước lên đi, đợi sau khi trở về tôi sẽ đưa ngay cho cậu 17 tỷ 500 triệu đồng. Sóc nói, người lính đánh thuê cũng không nói những điều vô nghĩa, ngay lập tức đi về phía trước cửa đá ông quốc minh, mau chóng bắt đầu đi, gióc sốt sáng hơn bất kỳ ai khác. Vì thế, tôn quốc tài lại giống như trước đó, dùng đèn pin dọi vào quân cờ, hướng dẫn người lính đánh thuê đó di chuyển quân cờ đến vị trí mà ông ta muốn. Tuy nhiên, lần này tôn quốc tài biết được bên trong cửa đá có ẩn dấu ám khí, nên càng đứng xa cửa đá hơn. Ông ta cũng sợ rằng mình sẽ thất bại và bị những ám khí đó giết chết. Audio điện tử võ tấn bền